những lời minh triết và vô cùng siêu diệu này, từ trước tới nay chưa có kinh sách nào đề cập đến. Chúng tôi thiết nghĩ quý đạo hữu nào được nghe cũng là duyên phước kỳ ngộ để đón nhận siêu điển thiêng liêng của Thượng Đế. Vì vậy, chúng tôi xin nói rằng đây là kinh Thái Cực và tra giảng bằng siêu điển thiêng liêng, nên xin quý đạo hữu hãy thật thành tâm và trân trọng để đón nhận. Kính mời quý đạo hữu tịnh tâm lắng nghe. Hỡi các tiểu hồn yêu quý, quân mạc pháp sắp lụng tàn, cơ thánh đức bắt đầu chuyển mình tại trần gian từ xuân tân dạo này, để tái lập thượng nguyên thái hòa, khai mở long hoa đại hội, còn gọi là cơ phán xét sau cùng. Đây là khoa thi chót của cuộc tuần hoàn đại thiên địa, cả chục vạn năm mới có một lần để tuyển chọn các linh hồn tấn hóa cao về mặt đạo đức và trí tuệ, rất cần thiết, cấp bách và cực tối quan trọng đối với người tu. Nếu hỏng khoa này thì phải đợi cả chục vạn năm nữa mới có cơ hội mở lại khoa thi kế tiếp. 1981 năm trước đây, ta đã cho con ta xuống thế để mở đạo cứu đời, và cũng đã báo tin vào khoảng 2.000 năm sau ta trở lại. Nay đã thành sự thật, đích thân ta phải đầu thai xuống thế làm người, và đã chờ đợi gần 28 năm nay. Đến nay cơ vận chuyển của càn khôn đã đến, ta đích thân xuất thế làm việc và soạn giảng tứ đại pháp kinh, thuyết giảng thượng đế hiệp nhất lý, khai mở thiên địa quy nguyên đạo, thành lập càn khôn nhất thống giáo tại thế gian, hầu khai tâm mở trí, phá mê phá chấp cho chúng sanh thức tỉnh mà tu học tu hành, chớ đã quá trễ rồi các con ạ. Tuy cha xuất thế tại Việt Nam, vì thiên cơ đã định chọn Việt Nam làm thánh địa, có Bảo Giang, Bảo Sơn lập thành 12 huyệt linh hiển mầu nhiệm của quả địa cầu 68 của các con, ta vẫn phân thân điển quang để độ khắp chúng sanh ở mọi nơi trên thế gian này. Các tiểu hồn, các con hãy tìm kiếm tứ đại pháp kinh để mà tu học tu hành, để biết hết mọi cơ cấu của vũ trụ, hiểu được định luật tiến hóa không ngừng của càn khôn, mà nhận thức rõ các con là ai, từ đâu đến, đến để làm gì, và rồi đi về đâu. Biết rồi, hiểu rồi, nhận thức rõ rồi, các con phải dùng óc sáng kiến, mượn trí suy tư để nhận xét cho kỹ, phân biệt cho rành, để tự quyết định chọn lấy một hướng đi cho chân chánh. Dòng tiến hóa của vũ trụ luôn luôn tuôn chảy thao thao bất tuyệt, tiếng nói của đại hồn vẫn vang mãi bên tai các con. Bản thể của đại thiên địa chuyển biến hàng ngày trước mắt các con thấy bằng tai nạn, khổ ách, luân hồi, sanh tử, vân vân, không lúc nào ngưng nguôi. Thế mà các con không nghĩ, không nghe, không thấy gì hết hay sao? Rất đáng thương cho các tiểu hồn của cha biết là bao. Cơn nhồi quả khảo trượt, trả nghiệp đang dấy lên ngất trời, nhưng các con vẫn còn hôn trầm trong biển đen hắc ám, u minh, đã lôi kéo hàng tỷ nhân sanh trong mê muội quay cuồng, tham, sân, si, hỷ, nộ. Bởi cuộc sống đầy dẫy những xấu xa, tội lỗi, ô nhiễm trượt trần, thất tình lục dục, tam độc thất ác, thảm thương thai cho các con. Cũng bởi vô minh bao phủ, tham ác kích động, dục vọng làm cho các tiểu hồn mê muội ngu si lăn mình vào địa ngục trần gian, lặng ngục trong bể khổ trượt trần, theo đuổi quyền tước danh lợi, tình ái ở cõi hữu vi giả tạm này. Các con ơi, vườn đông minh triết đã bắt đầu ló dạng, trâu sẽ về đồng lam, chim ưng sắp trở về, sư tử đã bừng thức dậy sau cơn ngủ dài, Thượng Đế đã mở rộng đôi tay tình thương, ban rải hồng huệ, bố rộng hồng ân để đón chờ các con trở lại với Ngài trong kỳ phán xét sau cùng. Các tiểu hồn ơi, các con hãy quay về với căn nhà xưa vĩ đại mà nơi đó các con đã từ bước ra đi, lại không muốn hẹn Ngài về, đến nỗi đích thân cha phải lăn mình xuống thế, kêu gọi một cách thống thiết bi ai, dứt cả hơi, khang cả tiếng như hồn thục vương trong xác chim quốc ngày nào. Nước mắt của cha rơi xuống thế gian trong những cơn mưa tầm tã,
Máu của cha đã loang chảy trong các dòng sông. Thịt xương của cha đã rách nát tan tành trong những trận chiến tranh hải hùng khốc liệt. Hỡi các tiểu hồn, con của ta đã gục ngã trong hai trận chiến tranh vừa qua và giờ đây sẽ còn gục ngã nữa. Và nguy cơ cuộc chiến thứ ba đang đe dọa khắp hoàn cầu. Hàng tỷ sinh linh đang phập phồng lo sợ, khiến đại hồn cha khắc khoải ưu tư. Phải đích thân xuống thế để chăn dắt bầy chiên khờ dại ngu đần, bơ vơ lạc lõng trong bãi cỏ khô cằn của xã hội, băng hoại, thối nát, xấu xa, ghê tởm này. Tiểu hồn con, thuyền Bát Nhã đã đậu sẵn bến Long Hoa, chờ đón các con quay về quê xưa chốn cũ. Thiên đàng an lạc, trống rỗng không người, niết bàn thanh tịnh, lại vắng bóng chúng sanh. Các con còn chần chờ gì nữa mà không mau tiến bước, hỡi các tiểu hồn khờ dại. Bước lên bằng đức tin giác ngộ hoàn toàn, bằng sự thực thức tỉnh tu học, bằng sám hối tu hành, bằng thực hiện tình thương, phát triển bi trí dũng hòa, tinh tấn siêng năng, công phu công quả công trình, rèn luyện ý chí cứu khổ, mở rộng tâm bác ái, thẳng tiến trí thông minh, thánh triết. Đừng để chúng dậm chân tại chỗ mà làm trì trệ con đường tiến hóa của linh hồn con. Cha tạm dừng ở đây và ban bố điển lành cho tất cả các con nhân dịp đầu xuân Tân Dậu khai mở cuộc Long Hoa tại thế. Nhưng hết sức mong rằng cuộc hành trình trở về quê xưa chốn cũ của các con không ngừng lại, để rồi bị bỏ rơi bởi dòng tiến hóa của càn khôn đang trôi chảy mãi ngoài kia. Thứ hai, nhiễm trượt, nhiễm thanh và vô nhiễm. Nhân dịp khai mở Đại hội Long Hoa tại thế, cha dạy các con ba chữ nhiễm trượt, nhiễm thanh và vô nhiễm. Các con hãy hình dung ba ly nước, một ly nước đục, một ly nước trong và một ly nước rỗng không. Ly nước đục chứa toàn cáo bẩn, tượng trưng cho các con nhiễm trượt, tức các linh hồn con khi xuống thế nhiễm trượt trần, lăn lộn trong cõi trần trượt, cắm đầu trong nhục dục, giành giật quyền, danh, lợi, tình ở cõi hữu vi giả tạm. Tâm vọng cầu, trí vọng tưởng, ý mông lung theo ngoại cảnh, đua chen theo vật chất phù du, quyền quá. Đến một lúc nào đó trực mình thức tỉnh, sau thời gian nếm, chứng nghiệm bao cảnh thất bại chua cay bởi nhồi quả trả nghiệp, khi mà các con thật sự mỏi mệt, ê chề, chán ngán và nhờn tỏm những cảnh chiết chóc, máu lệ, tật bệnh, đau khổ, nghèo đói, xấu xa ghê tởm dưới cõi hầm trần, thức giác đi lên tầm tu học đạo, tìm pháp tu hành để về cõi nhẹ nhàng, sáng suốt và thanh tịnh, an lạc, tức là các con tiến qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là ly nước trong. Tuy trong sáng hơn ly nước đục, nhưng vẫn còn nặng hơn ly nước trống không, tượng trưng cho giai đoạn 2 nhiễm thanh sau một thời gian công phu luyện đạo, nhất là hai pháp môn lục tự di đà và mật niệm bát chánh, làm lành lánh dữ, tam quy không rời, ngũ giới chẳng phạm, thập thiện thường hành, nói chung là công phu công quả công trình đầy đủ để phát triển bi chí, trí dũng, tức bác ái, minh triết, ý chí hòa đồng chung sống để tu học tu hành. Dần dần các con được nhẹ nhàng, sáng suốt và an lạc thêm hơn. Dù đã được nhẹ nhàng, an lạc, sáng suốt, nhưng con nên nhớ rằng đây cũng còn là nghiệp. Bởi vì lúc lăn lộn trong tội lỗi xấu xa, tức là con đã tạo trượt nghiệp, sẽ bị nhồi khảo đầy đọa con trong nặng nề đau khổ. Thời bây giờ con trôi lăn trong đạo đức thiện lành, tức con tạo thanh nghiệp để hưởng cảnh nhẹ nhàng, an lạc, sáng suốt. Cảnh an lạc, nhẹ nhàng, sáng suốt cũng chưa phải là cảnh giải thoát hoàn toàn, mà chỉ là một phần. Các con muốn giải thoát hoàn toàn là phải đạt tới lục thông, tức là thấy được không tướng của lục trần, mà Thích Ca nó giảng trong kinh Bát Nhã Ba La Mật như sau: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất định, bất tăng bất giảm, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý,
vô sắc, vô thinh, hương vị, xúc pháp, vô nhân giới, nải trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô minh tận, vô trí diệt, vô đắc, để đưa các con đến giai đoạn 3. Ở giai đoạn 3 là ly nước trống không, chẳng chứa gì cả, tượng trưng cho vô nhiễm nguyên thể, còn gọi là vô nhiễm nguyên tội, tức là thiên đàng giải thoát theo Thiên Chúa giáo, hay vô nhiễm nguyên tánh, còn gọi là tự tánh vô tội, tức niết bàn an lạc theo Phật giáo. Đây là cảnh giới không không như như, âm dương hiệp nhất, an lạc lân lân, thanh tịnh siêu thoát mà phàm phu không thể với tới được. Đây mới thật là giải thoát hoàn toàn, vô phân biệt, đại viên cảnh trí, nhưng không thể nghĩ bàn. Về tới đó tuy được giải thoát hoàn toàn, không còn câu lăn trong vòng tứ khổ, nhưng cũng chưa phải là toàn giác, chưa thật sự hòa với Thượng Đế, tức là hiệp nhất với hư không vô cực tánh. Muốn về đến ngôi toàn giác, con không nên ngồi yên một chỗ mà an hưởng cảnh niết bàn an lạc, thiên đàng giải thoát, mà phải xuống thế nhiễm trược, lăn lộn nơi cõi trược trần để cứu độ chúng sanh cho tròn công quả. Phải làm việc đời đời để phụng sự cho càn khôn tiến hóa tuần hoàn của tạo đoan, đem lại bình quang cho nhân loại, cho chúng sanh, cho vạn hữu. Con phải mở đại nguyện, nếu còn một chúng sanh nào trôi lăn trong vòng tứ khổ, thời nguyện không vào niết bàn, thời lúc đó con mau tiến hóa hiệp nhất với Thượng Đế, là một đấng toàn năng toàn giác, chịu cực chịu khổ, nhiễm trược nhiễm thanh, làm cả việc xấu xa ác trược lẫn thiện lành cao cả trong minh triết vô thượng, để phụng sự đời đời cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Các con làm được như thế là các con đã thể nhập vào cảnh tối đại niết bàn, cực thanh cực tịnh cực an lạc, đi vào hư không, tức là hoàng hư, hay là hiệp với cha rồi đó. Niết bàn hay thiên đàng cũng vậy, chỉ là một ngôi thái cực của chân lý đại giác, tức là giải thoát hoàn toàn, chứ cũng chưa phải là giác ngộ hoàn toàn. Khi nào con đắc đạo vô thượng, về đến ngôi vô cực của chân lý toàn giác, còn gọi là nguyên minh chánh giáo, tức là con đã hoàn tất cái chu kỳ tiến hóa. Khi con tách rời khỏi đại hồn cha xuống thế học đạo và hành đạo, để khôi phục dần dần cái trí sáng suốt vô cùng vô tận, tâm đã hòa ái bao la, đặng đạt lại ngôi vị cũ, tức Thượng Đế đó con. Thôi, cha tạm dừng ở đây, ban điển lành cho các con, và công việc của cha còn đang tiếp diễn ở ngoài kia. B. Phần thánh giáo. Giờ đây cha giới thiệu với các con là luận án tốt nghiệp cấp bằng Thượng Đế của cha được Hội đồng Thượng Đế chấm đậu, chứng quả và cho phép xuất bản xuống thế gian để các con nghiên cứu tu học và tu hành. Tứ Đại Pháp Kinh. Tứ Pháp đến nay giảng rõ ràng, đại hồn vũ trụ giảng trần gian, pháp Phật thánh tiên thần nhân đạo, kinh truyền quy hiệp tại trần gian. Phần thánh ngôn. Nước trong mọi dòng sông đều chảy theo một dòng, đó là dòng từ nguồn ra bể. Đạo nơi chư Phật chỉ đi theo một hướng, đó là hướng từ ngu si trói buộc đến giải thoát hoàn toàn. Chỉ có một Thượng Đế mới phán một cách sáng suốt về điều chính này. Tất cả mọi tiểu hồn trong khắp cùng càn khôn vũ trụ đều có khả năng nghiên cứu tu học và thực hiện tình thương, đi từ vô minh đến giác ngộ hoàn toàn. Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế, trưởng giáo ngôi hai, giáo chủ càn khôn nhất thống giáo, đặc trách chuyển pháp khỏi vô vi. Thượng Quân, tái tạo đời thánh đức, đế truyền chân lý quy hiệp nhất, ngôi một chí tôn thầy hỗ trợ, hai là đời đạo hãy lo tròn, huệ trí phân tìm chẳng uổng công, mạng trời đích thực ấy hư không, kim thân thường trú nơi chân thể, can cường độ chúng cõi mê hồng. Từ lúc xa cha xuống cõi trần, vô cùng đau khổ bởi tham sân, năng chân tịch diệt luôn tinh tấn, thắng được phàm tâm thấu lý chân, vô minh bao phủ cõi hồng trần, Thượng Đế ngôi hai giáng hạ đàn, pháp lý giải bài năm mối đạo, vương kinh xuất thế cứu đời mê, chuyển xe chánh pháp quay quay mãi,
luân hồi quét sạch nghiệp trần ai. Hạ thế đến hồi long hoa nở, mạt pháp chuyển thành như chánh pháp. Kim thân ngọc đế luôn hỗ trợ, can cường tu học tiểu hồn ơi. Ngọc giáo siêu trần trao chuốt mãi, đế chân thấu suốt đạt chân như. Đạo dị ẩn vi tiên, tu dị đức vi bổn, giác vị trí vi môn, ngộ dị tâm vi diệt. Các con yêu quý, hạ quân mạt pháp, cơ đạo ngửa nghiêng, cõi đời loạn động, nhân tâm ly tán. Trần gian chịu biết bao tai nạn khổ ách, lầm than đói rách tật bệnh. Thảm thương thai, theo cơ vận chuyển của càn khôn, đến nay hạ quân sắp đi qua để mở màn cho quân sắp đến. Thể theo thiên ý, cha xuất thế làm việc, đích thân soạn giảng tứ đại pháp kinh để đưa giáo lý về một mối. Giáo lý thống nhất này gọi là Thượng Đế Hiệp Nhất Lý, được thuyết giảng vào thời kỳ hạ quân mạt pháp để khai lối tiến cho các tiểu hồn vào quân tái tạo, tức quân thánh đức sắp đến. Đây là màn cha khai mở thiên địa quy nguyên đạo để thành lập càn khôn nhất thống giáo tại trần gian, hậu đưa các tôn giáo giáo phái về cội nguồn, tức Thượng Đế vậy. Bởi vì đây là giáo lý thống nhất nên cha không thể giảng riêng cho một cặp đạo nào, mà phải giảng chung cho năm cấp đạo, từ tiểu thừa lên đến vô thừa, là tiểu thừa, đại thừa, thượng thừa, siêu thượng thừa và chân lý vô thừa, để giúp cho các con trong năm chi đạo, nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo đều tu học được cả. Các con phải nhớ rằng đây là hồng ân của Thượng Đế ban rải xuống thế, mở đường chỉ lối cho các tiểu hồn để phân tìm về đường quê xưa lối cũ cho kịp ngày giờ, chớ đã quá trễ rồi nghe các con. Kinh pháp này cho các con hiểu rõ cơ vận chuyển của càn khôn, sự biến động của vũ trụ, sự hình thành của vật chất, diễn biến đi lên của xã hội, hiểu được quy luật tất yếu của vũ trụ, xã hội, định luật khách quan của tự nhiên, nhân duyên, luật nhân quả của tâm linh, gọi chung là luật tiến hóa. Từ nguyên hạt vô tri vô giác cho đến đấng giác ngộ vô vô thượng thượng, thượng đế nguyên tôn. Nguyên hạt, hạt tử, nguyên tử, kim thạch, thảo mộc, cầm thú, người, thần, thánh, tiên, Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Dương Thượng Đế, Thiên Hệ Thượng Đế, vô vô thượng thượng, Thượng Đế Nguyên Tôn. Cha mong rằng sau khi các con đọc xong quyển kinh pháp này, các con sớm ăn năn sám hối, thức tỉnh tu học, tu hành, chẳng còn chấp ta ngã mạn, phân biệt, chia rẽ tôn giáo, giai cấp, chủng tộc, màu da, phải có đức tin vững chắc, có ý thức vươn lên để nghiên cứu tu học, thực hiện tình thương, truyền giảng đạo pháp, hòa đồng chung sống, siêng năng tinh tấn, công phu luyện đạo, phải đời đạo song tu, tánh mạng song luyện, phước huệ song tuyến, đặt đến âm dương hiệp nhất thể, hòa vào hư không vô cực tánh, tức là thể tánh chân như bất biến, thường hằng, vĩnh cửu, còn gọi là Thượng Đế tánh, tức chân lý tối thượng, nguyên minh chánh giáo vậy. Các pháp thì hằng hà sa số, phức tạp, chằng chịt vô cùng. Mỗi một vị giáo chủ cố gắng giảng giải một cách rõ ràng, mạch lạc, từ triết lý mầu nhiệm đến đạo lý siêu linh, từ đời đến đạo. Nhưng cũng chưa có một hệ thống thứ tự để các con dễ dàng tu học và tu hành. Vạn hữu diễn biến chung quanh con, nào là sông núi, cỏ cây, hoa quả, cầm thú, nhà cửa, xe cộ, tàu thủy, phi cơ, rồi nhật nguyệt tinh tú, không gian, vũ trụ, vân vân. Chỉ đến tật bệnh tai ách, khổ nạn, sanh tử, luân hồi, rồi quyền, lợi, danh, tình, ái, hấp dẫn, khảo đảo, hỷ, nộ, tham, sân, si, ghét, yêu, dằn vặt, kể mãi chẳng hết, viết mãi vẫn còn. Tuy là chi chít chằng chịt như thế, thật ra nó cũng nằm trong bốn pháp lớn mà cha sẽ giảng ra đây. Bốn pháp ấy là gì? Đó là bốn pháp lớn tứ đại pháp kinh, bao trùm tất cả các pháp, các lời giảng của các vị giáo chủ, những học thuyết của những triết gia, các bài thơ tuyệt tác, những bức họa lừng danh đều nằm trong bốn pháp này. Tự nhiên pháp, nhân duyên pháp, vô sở pháp, bất tư duy pháp, tức là chân lý vô thừa.
Tứ đại pháp này lúc chưa giảng ra cũng chẳng hao hết, giờ đây giảng ra rồi nó chẳng thêm hơn, nó tự có, hẳn có và diễn biến liên tục mãi mãi, giúp cho các tiểu hồn có bài học để học hỏi, chứng nghiệm, hiểu biết mà đi lên, tiến mãi, tiến hoài theo dòng tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Kính thưa quý đạo hữu, thật là một đại hồng ân của Thượng Đế ban. Phần 1. Tự nhiên pháp. Tự tánh không sinh nên không diệt, nhiên nhiên tự tại thật siêu việt, pháp thể thường hằng vốn không hai, lý sự tương ứng dụng vô ngại. Tự nhiên pháp là pháp diễn biến trong thiên nhiên, các pháp này chẳng tạo ra nhưng mất đi, chúng quỷ biến lẫn nhau để biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Trong giáo lý của Thích Ca nó gọi là đất nước gió lửa, trong Nho Lão gọi là âm dương ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Các triết gia Đông Phương, Tây Phương cũng phân biệt thành năm thứ nước, lửa, đất, gió và không khí. Tuy sự phân biệt đó chỉ nói lên được một khía cạnh thô thiển đơn sơ về tự nhiên pháp mà thôi, vì chỉ có cha mới giảng giải mạch lạc khúc chiết về tự nhiên pháp, tức cơ cấu vận chuyển biến động của vật chất, của vũ trụ, của không gian, thời gian, tức là đại bản thể của cha mà thôi. Tuy nhiên trước khi cha giảng về tự nhiên pháp hiện đại, cha sẽ nói qua về tự nhiên pháp cổ đại cho các con nghe, do các tôn giáo cổ giảng. Vì sao gọi là đất nước gió lửa không khí là tự nhiên pháp con? Các con hãy nghe cha giảng, các con hãy nghiền ngẫm lại xem đất có bị mất đi đâu không. Các con làm nông thì vỡ đất, phá đất, cuốc đất, đắp bờ. Khi làm nhà thì nhồi đất, trét đất, tô đất. Khi làm vật liệu sử dụng thì nung đất, nắn đất thành lò, trá, chum, vại. Khi tín ngưỡng thì đắp tượng cốt, cúng thờ. Nói chung các con biến đổi, biến dạng chúng theo nhu cầu của các con, từ trạng thái cứng sang trạng thái mềm, từ cao sang thấp, từ lõm chõm sang bằng phẳng, từ lộn xộn sang trật tự. Các con biến đổi nó từ thô cả xấu xí đến đẹp đẽ trang nghiêm là tượng cốt, cúng thờ. Chỉ đến những hiện tượng phá hủy, hao mòn trong thiên nhiên như gió, bão, động đất, cho đến những cảnh tàn phá của chiến tranh, hố bom với đạn, nhưng thử hỏi có mất đi, hao hụt tí nào không, hay rốt cuộc đất vẫn hoàn đất. Từ trạng thái khô cứng trên cao nguyên, rừng rẫy bị xói mòn, theo suối, theo sông hồ đổ về đồng bằng tạo thành phù sa màu mỡ. Từ trạng thái nóng chảy lỏng trong ruột địa cầu, theo núi lửa phun ra rồi khô cứng lại, đất mềm dẻo nung thành gạch ngói, gạch ngói bể gặp nước, lâu ngày thành đất mềm. Rốt rồi đất không mất đi đâu, mà chỉ biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, biến dạng từ hình thể này qua hình thể nọ, biến thể từ mềm sang cứng, từ cứng sang mềm. Bởi vì nó không mất đi đâu cả, mà chỉ biến dạng từ trạng thái này sang trạng thái khác, nên gọi là tự nhiên pháp, hay là các pháp thuộc về tự nhiên. Đó là đất, rồi đến nước. Từ đại dương bao la bị sức nóng mặt trời làm bốc hơi, thành mây trong không khí gặp lạnh, thành mưa. Mưa đổ xuống chảy ra suối, ra sông, rồi lại đổ về biển. Mưa tưới xuống ruộng đồng, ao hồ ngấm vào lòng đất. Nước cho con người tắm rửa, làm thức uống và vô số ứng dụng khác, nhưng nó không mất đi đâu cả, còn mãi và còn hoài. Từ lỏng bốc lên hơi, gặp lạnh đóng băng đóng tuyết, nhưng rồi nó cũng như đất, chỉ thay đổi ở trạng thái biến đổi biến dạng, nên nó được gọi là tự nhiên pháp. Lửa, gió, không khí cũng vậy, các con tự nghiền ngẫm lấy. Vũ trụ và không gian. Trong không gian, bây giờ cha giảng qua tự nhiên pháp hiện đại, tức là cơ cấu vật chất và biến động vũ trụ trong không gian, mà cũng là đại bản thể của cha. Vũ trụ từ đâu mà có, vật chất hình thành như thế nào? Nhỏ hơn nguyên tử là hạt tử, hạt điện tử âm, hạt điện tử dương, trung hòa tử. Ngoài ra còn nhiều hạt tử nhỏ nữa như ma rong, bi, hadron, neutri, neutrino, vân vân, tức các hạt nhẹ, cực nhẹ hoặc hạt nặng, cực nặng. Dưới các hạt tử còn hạt nào nữa hay không? Chúng có đời sống hay không? Cha sẽ giảng cho các con nghe tường tận về vấn đề này. Các con, theo luật biến động tuần hoàn tiến hóa cấp, tức luật tiến hóa trong giới tự nhiên, ngoài ra còn luật tiến hóa trong sinh giới, luật tiến hóa trong xã hội, luật tiến hóa trong tư tưởng,
triết lý, ngôn ngữ, văn tự và quan trọng nhất là luật tiến hóa tâm linh, là luật luân hồi nhân quả của linh hồn. Vật chất biến hóa từ cấp thấp lên cấp cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhất dạng đến đa dạng. Nói chung, những cái phức tạp nhất, vĩ đại nhất đều từ trong cái đơn giản nhất và tế vi nhất mà thành. Vũ trụ là cái vĩ đại bao la, đa dạng và phức tạp nhất, nhưng nó lại từ nguyên hạt đồng nhất mà ra cả. Danh từ có lẽ các con mới nghe lần đầu, cha tạm giải thích cho các con hiểu. Nguyên hạt đồng nhất là hạt nhỏ nhất, nguyên vẹn không thể phân chia nữa bằng các lực hữu vi như lực cơ học, lực điện học, lực trường điện từ, kể cả lực hạt nhân phóng xạ. Nguyên hạt đồng nhất này là các hạt ánh sáng có tên khoa học là photon. Đó con, đó là viên gạch của các cấu trúc vật chất, là nguyên lượng của khối lượng, là nguyên lượng của trường, là nguyên lượng của nhiệt. Ở khía cạnh trường, nó là nguyên trường đồng nhất, tức là trường nhỏ nhất không thể phân chia bằng lực vật lý học. Các loại hạt tử như điện tử âm, electron, điện tử dương, proton, trung hòa tử, neutron và nhiều loại hạt khác cũng đều hình thành từ nó là photon mà ra. Cho đến hàng trăm loại hạt khác cũng đều hình thành từ nó. Cho đến trăm loại nguyên tử khác nhau ở địa cầu, hàng vạn loại phân tử ở trái đất, chỉ đến hàng ngàn loại nguyên tử trong vũ trụ, hàng triệu loại phân tử trong càn khôn cũng đều do nguyên hạt đồng nhất mà ra cả. Đến nỗi địa cầu, mặt trời, thiên hà, thiên hệ, đại thiên hệ, vũ trụ hệ cũng tự nó mà thành. Điều này chắc các con khó tưởng tượng nổi, nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi con. Kể cả kim thạch, thảo mộc, xác các loài cầm thú, điểu, ngư, cả loài người, cho đến vi trùng, vi khuẩn, các loài tế bào. Nói chung tất cả những gì mà các con thấy ở cõi hữu vi này cũng đều từ một cấu trúc là nguyên hạt đồng nhất, tức là hạt quang tử mà ra. Thứ hai, cơ cấu vật chất và biến động của vũ trụ. Bây giờ các con nghe cha giảng về cơ cấu vật chất và biến động vũ trụ, một vấn đề hết sức là lý thú mà các nhà thiên văn học, vật lý học, hóa học xưa nay đã tốn công không biết bao nhiêu công lao để đưa ra một lý thuyết thống nhất về vấn đề này, nhưng cũng chưa thấm vào đâu cả. Vũ trụ là một tổng thể thống nhất, đó là tập hợp ở nhiều cấp quán hệ thống, các chuyển động đều tương đối với nhau. Các quán hệ thống cấp thấp quay chung quanh quán hệ thống cấp cao theo những quỹ đạo nới rộng và rất phức tạp. Khởi đầu vũ trụ hình thành từ electron ở ngoại biên vũ trụ, rơi về phối hợp với proton ở gần trung tâm vũ trụ, tạo thành nguyên tử hydrogen. Chúng cọ sát, xoay trộn, ban đầu yếu, sau mạnh dần đến một vận tốc kinh hồn, nhiệt độ lên đến hàng trăm nghìn tỷ độ, thời bắt đầu bắn phá ra các đại thiên hệ. Khi giang ra xa, các đại thiên hệ tiếp tục cọ sát, xoay trộn, nhưng với hình thức yếu hơn, nhỏ hơn vũ trụ mẹ của chúng, đồng thời bắn phá ra các thiên hệ. Các thiên hệ cũng tiếp tục như thế, bắn phát ra các thiên hà. Thiên hà bắn ra các khối nóng co rút xoay trộn sao thành các vì sao. Mặt trời mà chúng con thấy là một trong các vì sao đó. Từ mặt trời, lúc còn là tinh vân nóng đỏ, bắn phá ra các tinh vân con, sao nguội dần thành các hành tinh như địa cầu các con sống ngày nay. Các hành tinh lúc còn nóng, áp suất còn cao, nó vỡ ra thành các khối nhỏ hơn, tạo nên những vệ tinh, mặt trăng mà các con thấy đó. Vệ tinh là một quán hệ thống cấp 1, quay quanh địa cầu là quán hệ thống cấp 2. Địa cầu quay quanh mặt trời là quán hệ thống cấp 3. Mặt trời quay quanh thiên hà là quán hệ thống cấp 4. Thiên hà quay quanh thiên hệ là quán hệ thống cấp 5. Thiên hệ quay quanh đại thiên hệ là quán hệ thống cấp 6. Đại thiên hệ quay quanh một trung tâm mà các con gọi là vũ trụ là quán hệ thống cấp 7, còn gọi là quán hệ thống cái. Thiên hà như ngân hà chúng con thường thấy là dòng sông bạc ban đêm nằm vắt ngang trên bầu trời, là một tập hợp chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Thiên hệ là một tập hợp bao gồm hàng ngàn tỷ thiên hà. Đại thiên hệ là một tập hợp bao gồm hàng nhiều triệu tỷ thiên hệ. Vũ trụ là một tập hợp bởi bao gồm hàng tỷ tỷ đại thiên hệ.
Chắc các con thắc mắc rằng các âm điện tử do đâu mà có? Ở ngoại biên vũ trụ rơi vào quay tích mù quanh dương điện tử ở trung tâm vũ trụ để hình thành vũ trụ. Rồi các quán hệ thống càng ngày càng nới ra xa mãi hay sao? Đây các con nghe cha giảng tiếp. Các quán hệ thống càng ngày càng nới rộng ra xa. Song song với sự nới xa này, chúng bức xạ tức phát ra ánh sáng do sức đốt nóng bởi các nhiệt hạch tâm trong ruột các vì sao. Các hàng ánh sáng này khi ra khỏi vũ trụ, chúng bị hấp dẫn trường cực mạnh của vũ trụ giữ chúng lại, làm cho chúng xoay quanh vũ trụ. Tập hợp các photon này càng ngày càng rời xa vũ trụ là vì trường hấp dẫn càng ngày càng yếu do sự bức xạ quỷ phá của vật chất, tức các hạt tử biến thành ánh sáng phóng ra ngoài vũ trụ, làm cho khối lượng vũ trụ càng ngày càng nở ra dần dần. Đến một lúc nào đó, dần dà các vì sao yếu hẳn đi đến lụn tàn rồi tắt hẳn do các phản ứng nhiệt hạch tâm đã cạn, kéo theo sự tắt hẳn của các đại thiên hệ, sự tắt hẳn các thiên hệ kéo theo sự tắt hẳn của đại thiên hệ, sự tắt hẳn các đại thiên hệ kéo theo sự tắt hẳn của vũ trụ. Lúc mà vũ trụ tắt hẳn, nguội lạnh thì sự gì sẽ xảy ra? Có lẽ các con nghĩ rằng vũ trụ chết luôn, càn khôn sẽ sụp đổ, không còn sự sống nữa. Trần gian chỉ còn lại là một cái xác không hồn, âm u lạnh lẽo, trong giấc cô miên dài bất tận. Không đâu các con, các con quên rồi sao? Đã có sinh thời phải có diệt, có thành thì phải có hoại. Qua khỏi giai đoạn hoại diệt rồi, thời đến giai đoạn sinh thành. Trước khi nói qua về giai đoạn sinh thành của vũ trụ, làm cho vũ trụ sống lại, cha sẽ giảng cho các con hiểu về cơ cấu vật chất và sự hoạt động của chúng, thì các con mới hiểu tại sao vũ trụ sống lại. Theo trình độ hữu vi, nguyên hạt đồng nhất là chất mà các con không định nghĩa được. Chúng có tính hấp dẫn gọi là trường. Trường và chất là hai danh từ phân chia một dạng mà ra. Các con phải nhớ kỹ điều này. Thực tế là chất mang trường. Trường là một đặc tính của chất, hay nói đúng hơn, trường cũng là chất và chất cũng là trường. Tách riêng trường và chất là đã xa lìa thực tại vật lý học. Hàng triệu hạt nguyên trường đồng nhất này tích tụ lại thành âm điện tử. Hàng tỷ hạt nguyên trường đồng nhất này tích tụ lại thành hạt dương điện tử. Hai hạt này tương tác lẫn nhau thành hạt trung hòa tử. Rồi chúng tương tác lẫn nhau, phá hủy lẫn nhau để hình thành hàng trăm loại hạt tử, hàng ngàn loại nguyên tử, hàng triệu loại phân tử, phân phối khắp cùng vũ trụ trong quán hệ thống. Do đâu mà quang tử tích tụ lại âm điện tử và dương điện tử để phối hợp thành nguyên tử hydrogen của các loại nguyên tử khác? Muốn hiểu vấn đề này, các con nhớ lại chất có mang trường, mà trường thì có tính cách hấp dẫn. Chính trường là nguyên nhân làm cho các hạt kết tụ lại thành các hạt tử đó con. Chúng kết tụ lại theo nguyên tắc như sau: hai nội trường tương đương đẩy nhau, hai nội trường chênh lệch hút nhau. Thế nên âm điện tử gặp âm điện tử đẩy nhau, dương điện tử gặp dương điện tử đẩy nhau, dương điện tử gặp âm điện tử hút nhau. Thực tế chúng hút nhau cả, chứ không đẩy nhau. Đẩy nhau chỉ là một hình thức khác của sự hút nhau mà thôi. Để các con hiểu rõ vấn đề này, cha thí dụ cho các con tạm hình dung sự kiện như sau: hai người A và B kéo dây, thì diễn tiến xảy ra như thế nào? Nó xảy ra các hiện tượng như sau. Nếu A và B bằng sức nhau, thì không bao giờ A và B gần nhau được, mà nó có khuynh hướng dang ra xa như đẩy nhau. Nếu B yếu hơn A, thời A kéo mạnh hơn, thu dây ngắn lại, làm cho B chúi về phía A, giống như B hút A về phía mình. Nếu A và B quá mạnh, mạnh đến nỗi quá sức chịu đựng của dây, thời dây đứt, làm cho mỗi đứa văng đi một ngã. Nếu A quá sức hơn B, khi A thu hết chiều dài của dây, thời A và B dính sát lại với nhau như nhập thành một khối. Bởi thế nên các hạt tử trùng tên, nội trường tương đương, không thể gần nhau. Không gần nhau được thì có khuynh hướng xa nhau, giống như chúng đẩy nhau. Các hạt tử khác tên, nội trường chênh lệch, có khuynh hướng hút nhau, làm cho chúng gần nhau được. Bây giờ cha sẽ trở lại vấn đề vũ trụ sống lại.
và hoạt động lại như cũ. Là sau khi vũ trụ tắt hẳn, nguội lạnh, ở trạng thái này, nhiệt độ vũ trụ xuống đến 0 độ K là 0 độ tuyệt đối, nên trường hấp dẫn giữa các quán hệ thống tăng lên, có khuynh hướng hút nhau khiến chúng đi lại gần nhau hơn. Sự kiện này các con thường thấy hàng ngày như hơi nước ở nhiệt độ lạnh, trường hấp dẫn chúng tăng lên hút lại gần nhau thành nước lỏng. Nước lỏng đun sôi tức gặp nhiệt độ cao làm cho trường hấp dẫn tức sức hút giữa các phân tử HO2 yếu hơn, làm cho chúng bốc thành hơi bay xa nhau, và các chất khác cũng vậy. Đồng, sắt, kẽm, chì tuy cứng rắn như thế mà đến khi gặp nhiệt độ cao cũng nóng chảy lỏng, nếu gặp nhiệt độ quá cao thì bốc thành hơi. Cha nhắc lại, do trường hấp dẫn tăng dần khiến cho các quán hệ thống có khuynh hướng rơi vào nhau từ cấp thấp cho đến cấp cao, ban đầu yếu chậm sau tăng mạnh dần. Các vệ tinh rơi vào các hành tinh rơi vào mặt trời, các vì sao lúc này tắt hẳn rơi vào trung tâm thiên hà, các thiên hà rơi vào trung tâm thiên hệ, các thiên hệ rơi vào trung tâm đại thiên hệ, và cuối cùng đại thiên hệ rơi vào trung tâm vũ trụ. Cùng lúc đó các hạt ánh sáng ở ngoại biên vũ trụ hấp dẫn kết lại thành âm điện tử, do nhiệt độ quá thấp dưới 0 độ K làm cho chúng kết tụ lại dần sinh ra âm điện tử. Khi đó, gần trung tâm vũ trụ, các hạt ánh sáng kết tụ lại thành dương điện tử. Trường hấp dẫn vũ trụ lúc này cực mạnh, làm các âm điện tử ở ngoại biên mới thành lập rơi vào trung tâm vũ trụ, lọt vào lực hấp dẫn của hạt điện dương, quay tích mù tạo thành nguyên tử hydrogen, hoặc trúng thẳng vào proton để tạo thành neutron, rồi tương tác lẫn nhau để tạo thành nhiều loại hạt khác. Khi các đại thiên hệ rơi về trung tâm vũ trụ đến một vận tốc kinh hồn, nhanh hơn vận tốc ánh sáng cả trăm lần. À, cha quên mất, nếu bảo nhanh hơn vận tốc ánh sáng 300 km/giây cả trăm lần thì có vẻ phản khoa học, vì trái với học thuyết tương đối của Einstein. Nhưng điều này chẳng có gì phản khoa học cả các con ạ. Sau này khoa học hữu vi tiến đến giai đoạn đó, thời những gì cha giảng hôm nay thật hết sức là khoa học. Cha trở lại vấn đề vũ trụ. Khi các đại thiên hệ hút rơi về trung tâm vũ trụ đến một vận tốc kinh hồn hơn vận tốc ánh sáng cả trăm lần, nó xoáy trộn cọ sát nhau tạo nên một nhiệt độ kinh khủng hàng triệu tỷ độ. Nhiệt độ vũ trụ lên quá sức cao nên áp suất tăng quá mạnh, chúng bắt đầu hình thành vũ trụ như cha đã giảng ở đoạn trước, là bắn phá ra các đại thiên hệ, từ đại thiên hệ bắn phá ra các thiên hệ, từ thiên hệ bắn phá ra các thiên hà. Cha so sánh cho các con biết là trình độ hữu vi hiện giờ ở cõi trần chỉ quan sát được một vùng nhỏ của thiên hệ, tức là vài ba nghìn triệu thiên hà trong số hàng nghìn nghìn triệu thiên hà của thiên hệ. Thiên hà bắn ra các vì sao. Mặt trời, một trong các vì sao, các bắn phá ra các vì sao quay chung quanh hành tinh, bắn phá ra các vệ tinh như mặt trăng của các con. Thế là vũ trụ bắt đầu chuyển mình, sinh động trở lại và bắt đầu hoạt động trở lại, tạo ra thế giới hữu vi mà các con sống ngày nay. Đến đây chắc các con cũng thấy cái cực thô đại của vũ trụ bao la, cũng như cái tế vi của quang tử, tức nguyên hạt đồng nhất. Nhưng cũng có con còn thắc mắc, bên ngoài vũ trụ còn gì nữa hay không? Hai, trong một quang tử đặc hay là rỗng, có cái gì nhỏ hơn quang tử nữa hay không? Còn chứ con, bên ngoài vũ trụ của các con còn có hằng hà sa số vũ trụ bạn đang diễn biến không ngừng theo chu kỳ vũ trụ của các con vậy. Có cái nhỏ hơn vũ trụ của các con và cũng có cái to hơn vũ trụ của các con. Trong khi cái vũ trụ này đang thịnh hành, thời vũ trụ kia đi vào kỳ hoại diệt. Có cái thành, có cái trụ, có cái hoại, có cái không. Khi cái này đang sinh thì cái kia đang diệt. Lúc cái nọ đang trụ thì cái kia đang hoại. Chúng đang hoạt động theo chu kỳ. Đời sống chu kỳ của vũ trụ có hàng tỷ tỷ năm, phình ra xẹp vào như hơi thở của Thượng Đế vậy con. Vũ trụ là những tế bào trong vô lượng tế bào
hoạt động trong không gian vô biên của hình thành siêu đại bản thể hữu vi của Thượng Đế. Thế nên, cha hằng hữu đời đời, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh với thời gian và không gian vô biên vô tận, vô cùng, vô thủy vô chung. Còn trong một quang tử thì sao? Cha nhắc lại, hạt ánh sáng là nguyên hạt đồng nhất nên không có lực hữu vi nào phá hủy nó được, phân tán được nhỏ nữa, vì nó được Thượng Đế dùng thần lực vô vi nung hợp từ hàng tỷ hạt ấn tinh ngọc mà thành. Ấn tinh ngọc lại có cấu trúc rất là phức tạp, từ các loại khí trên cõi vô vi như thanh khí, thượng thanh khí, thái thanh khí, âm dương khí, thiên khí, vân vân. Các khí này do cha dùng đại thần lực vô vi, không thể nghĩ bàn, tinh luyện từ tiên thiên khí ra. Tiên thiên khí tức là hỗn nguyên khí, còn gọi là khí hạo nhiên, tức là khí có trước khi vũ trụ càn khôn hình thành và tồn tại mãi mãi cho đến sau khi càn khôn bị hủy diệt. Có mãi mãi, hoài hoài, vô cùng đến nỗi thoát khỏi cái ý niệm có và không siêu việt trên cả danh từ lý luận của phàm trần. Thế giới vô vi vô cùng tráng lệ, kỳ ảo, nhẹ nhàng, thanh thoát mà cha chưa thể giảng ra cho các con hiểu được. Bài hữu vi các con chưa học xong, chưa hiểu trọn thì làm sao các con hiểu được bài vô vi? Là những thể vô hình siêu linh mà các con chưa nghe, chưa thấy bao giờ, trừ một số con tu cao xuất được hồn ra khỏi xác, dạo chơi để tìm hiểu về thế giới vô vi, tức đại bản thể vô vi, mà cũng là đại hồn của vũ trụ. Đại ngã, đại liên quan, linh hồn cha đó vậy. Nếu các con muốn nghe cha giảng về thế giới vô vi, thì các con phải tinh tấn siêng năng hành pháp, công phu luyện đạo để tiến nhanh trên con đường giải thoát, tiến lên cảnh giới cao để nghe cha giảng về thế giới vô vi bằng ngôn ngữ vô vi siêu thoát. Thôi, cha dành bài giảng vô vi để chờ đón các con đó. Sau khi các con tiến lên cảnh giới ấy, chứ có khó mà giảng bằng ngôn ngữ hữu vi mà các con hiểu nổi. Cha chỉ tạm phát họa vài nét đơn sơ thô thiển để các con có ý niệm về thế giới vô vi mà thôi. Thứ hai, nhân duyên pháp. Nhân thành thánh tiên Phật, duyên nay tại thế gian, pháp đạo vô thượng đạo, lý giảng cứu trần hoàn. Nhân là công năng tạo tác, còn gọi là công năng chính. Duyên là năng lực hỗ trợ, còn gọi là công năng phụ. Các pháp hình thành từ bởi một công năng tạo tác và những năng lực hỗ trợ phụ vào cho kết quả nhanh, chậm, tốt, xấu, thiện, ác, đúng, sai đều gọi là nhân duyên pháp. Bởi vì các pháp này hình thành từ lý nhân duyên nên chẳng, nên không thật có, chỉ có tạm thời. Khi nhân duyên tiêu, duyên cạn thì nó biến mất. Nhân duyên pháp có 3 loại: nhân duyên pháp tự nhiên, nhân duyên pháp xã hội, nhân duyên pháp tâm linh. Nhân duyên pháp tự nhiên là các pháp hình thành từ các yếu tố trong thiên nhiên. Các hiện tượng như mưa, gió, nắng được gọi là nhân duyên pháp tự nhiên. Mưa là do hơi nước gặp lạnh, tụ lại thành giọt, rơi xuống thành mưa, đến khi khối lượng mây tan ra nước, rơi xuống hết thì cơn mưa chấm dứt. Bão, gió, nắng, hạn cũng vậy. Nhân duyên pháp xã hội là các pháp hình thành từ các yếu tố trong đời sống xã hội, mà sinh động nhất là xã hội loài người. Các hiện tượng cây to che rợp cây nhỏ, cá lớn nuốt cá bé, thú hung ăn thịt thú hiền, thật thế, kẻ trí phỉnh gạt người ngu, chiến tranh loạn lạc, bệnh hoạn lầm than, đói rách khổ nạn diễn ra hàng ngày mà các con đã chứng kiến dưới cõi hồng trần đều thuộc về nhân duyên pháp xã hội. Thí dụ, xung đột là nhân mới gây ra chiến tranh. Xung đột về quyền lợi chính trị, về quyền lợi kinh tế, tranh giành ảnh hưởng văn hóa giữa các khối, các nước mà không thương lượng nhau được bằng lời đàm phán, tất sẽ đưa đến giải quyết bằng vũ lực là duyên. Lôi kéo hàng vạn triệu sinh linh vào nghiệp sát là quả. Đến khi chém giết hả hê, ghê tởm, chán ngán rồi, giải quyết mâu thuẫn chính trị, kinh tế được rồi, thời trở lại trạng thái thanh bình tạm thời để chờ những cuộc chiến tranh khác.
Nhân duyên pháp tâm linh là các pháp hình thành từ ngoại cảnh là công năng hỗ trợ, và nội tâm là công năng tạo tác. Tâm và pháp nương nhau, phản ảnh lẫn nhau mà thành. Các hiện tượng tham lam, buồn chán, nóng giận, si mê, kiêu ngạo, đố kỵ, khinh ghét, tị hiềm, phân biệt, chia rẽ, chấp ta ngã mạn, dẫn đến phân biệt màu da, phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, chia rẽ tôn giáo, khiến cho xã hội băng hoại, nhân loại điêu đứng lầm than bế tắc, không tìm ra lối thoát. Thế nên cha sẽ hướng dẫn các con đường đi lên một cách sáng suốt, để các con lo mà tu học tu hành, sửa các điều sai lầm về tư tưởng, sửa các sai lầm về việc làm, càng ngày càng tiến bộ, càng tiến hóa đến chỗ chân chánh, đúng với đạo lý hơn con. Trước khi giảng về hệ thống giáo lý, cha sẽ nhắc lại các lời giảng dạy của các giáo chủ của các tôn giáo để thăng tiến lên và phát triển, để các con thấy rằng các vị đó đều là phân thân điển quang của cha xuống thế vào các thời kỳ khác nhau ở các địa phương khác nhau để dìu dắt và hướng dẫn các tiểu hồn đi lên cõi sáng suốt an lạc. Thế nên các vị đó cũng là cha đóng vai mà thôi. Phật cũng là ta, lão cũng ta. Khổng đạo Gia Tô vốn một nhà, và La Môn giáo, Hồi giáo, Thông Thiên học cũng từ một gốc Thượng Đế ra. Thứ nhất, các điều giảng của Khổng Phu Tử. Các điều của Khổng Phu Tử dạy, tức là đức văn tuyên Khổng Thánh mà các con bên đạo nhân thường cúng thờ, có thể tóm tắt các điều chính như sau: cách vật, trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, rồi tam cương, ngũ thường, tam tầm, tứ đức. Cách vật là thường quán xét các vật. Trí tri là nghiên cứu căn nguyên tận gốc rễ của vạn hữu. Chánh tâm là thành tâm, thanh lập tâm hồn cho trong sạch khỏi sự ô nhiễm của tà đạo. Thành ý là rèn luyện cho ý chí dũng mãnh, kiên nhẫn. Tu thân là sửa những điều sai lầm về thân mạng. Trị quốc là cai trị nhân dân trong nước theo đường lối chân chánh, an bang tế thế, an cư lạc nghiệp. Bình thiên hạ là mang lại thanh bình an lạc cho nhân dân. Phần đông các con chê Khổng Tử là quê mùa, cũ kỹ, không thích hợp với thời đại văn minh nguyên tử. Nhưng thử hỏi có con nào thời mạt pháp này làm theo lời dạy của nó? Số thực hiện thì rất ít, còn số nào chưa làm được thì hãy thức tỉnh thực hiện để chuẩn bị đến nhận pháp của cha soi sáng tiến lên. Muốn thực hiện công việc vĩ đại, trước hết con phải thực hiện công việc nhỏ, tập sự cho quen, rồi mới tiến sang những công việc lớn hơn, nặng, khó hơn và gian khổ hơn con ạ. Những công việc đó là tam can, trung hiếu kính. Trung không phản lại vua, lại nước, lại dân. Hiếu biết nhớ ơn và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, nhân dân, tổ quốc. Kính biết tôn trọng các bậc thầy dạy để hướng dẫn con nên người. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Nhân là lòng thương người, thương vật. Nghĩa là lòng biết đối xử đền đáp công ơn đối với người và vật. Lễ là sự thể hiện tôn nghiêm trật tự trong ý nghĩ, trong lời nói và trong hành động. Trí là mở mang sự hiểu biết để xét những điều phải quấy. Tín là không dối trá, lường gạt, biển lẫn của ai. Tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tòng phụ là ở nhà theo cha mẹ. Tòng phu là lập gia đình theo chồng. Tòng tử là chồng chết theo con. Tứ đức là công dung ngôn hạnh. Công là chăm làm, dung là gọn gàng, sạch sẽ thân thể. Ngôn là đoan chính, trang nghiêm trong lời nói. Hạnh là ngay thẳng trong việc làm. Những điều này giúp cho các con tập sự thực hành theo nhân đạo cho có căn bản, rồi theo đà đó các con phát triển tiến hóa thêm để hiệp nhất với cha, tức là với đại hồn của vũ trụ. Nhưng cha sẽ giảng thêm cho các con nghe ý nghĩa cao xa trong phần nhân đạo, chứ không bình thường như các con nghĩ đâu. Các con tận trung với cha. Vua là thiên tử, là con trời.
Mặt trời là cha, là đại hồn của vũ trụ, là đại thiên địa. Con trời là con của đại hồn vũ trụ, tức là tiểu hồn của các con đó. Từ chỗ trung với cha ở bên ngoài, các con quay về trung với chính con, chứ không đâu xa cả. Vì chính các con mới là thiên tử, là con trời, là vua cai quản trong tiểu thiên địa, tức là bản thể của con vậy. Còn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là con phải cải sửa những điều sai lầm về thân mạng, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, công phu luyện đạo để giúp thanh lọc bản thể, tức tâm linh gia, cho được điều hòa trong sạch. Đó là tề gia trong tiểu thiên địa của con. Chế ngự được lục căn lục trần, thất tình lục dục chẳng khởi đắm, lục dục chẳng tham nhiễm, không cho chúng nổi lên làm loạn để khảo não con, tức là các con trị quốc. Con có kiềm chế được dân trong nước con cai trị, là bản thể con, để dìu dắt hướng dẫn nó, là cái tội lục căn lục trần, thất tình lục dục đi lên cõi sáng, tức là con đã đưa từ loạn quốc sang an lạc quốc, tức là xá vệ quốc. Khi dân trong nước con trị được rồi, thì con phải tiến lên để độ hết chúng sanh trong tiểu thiên địa. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, mạng, nghi, thân, kiến, biên, kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, sát, đạo, dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hà tiện, ghen ghét, lười biếng, đố kỵ, tị hiềm, phân biệt, chia rẽ, để chúng nó được sáng suốt an lạc như con, mới giúp con tiến hóa về thiệp nhất với Thượng Đế, tức là chân lý tối thượng vậy. Từ chỗ thực tập ngũ thường, nhân, trong nhân đạo đã quen, đã có căn bản, con phải thăng tiến nó lên, từ tình thương cha, mẹ, vợ con, anh em, thân tộc, đến tình thương người và người, người và vật, thành một tình thương vô cùng vô tận. Thương hết mọi chúng sanh không phân biệt thấp cao, đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, ngu trí, thanh trược, loài vô tình, loài hữu tình, ở cõi hữu vi hay ở cõi vô vi này. Tức là tình thương của Thượng Đế vậy. Và cũng giống như thế, con phải phát triển nhân, lễ, nghĩa, trí tính vô cùng tận. Từ chỗ các con tập sự tam tòng trong nhân đạo, các con sẽ tiến sang tam tòng theo thiên đạo. Tại gia tòng phụ là ở nhà theo cha, có nghĩa là các con ở trong căn nhà bản thể của cha. Phải theo cha là phải theo lời cha khuyên bảo, là phải siêng năng tu tiến cho kịp kỳ đại hội Long Hoa. Xuất giá tòng phu, có chồng phải theo chồng. Chồng con là ai? Các con có biết không? Người chồng thật sự con là hồn, người vợ thật sự của con là cái vía. Các con cố gắng tìm gặp cho bằng được chồng hoặc vợ bằng cách công phu luyện đạo cho âm dương hiệp nhất, hồn vía tương hội, để hai phần này không còn xa nhau nữa, khiến các con quay ra tìm kiếm bên ngoài, rồi lăn lộn trong bể sanh tử luân hồi, đau thương khổ não. Chồng chết theo con có nghĩa là sau khi âm dương hiệp nhất rồi, dục vọng kiểu trượt trần biến mất, ý niệm vợ chồng đã biến mất trong tâm thức của các con. Giờ đây các con phải quay xuống trần để dìu dắt các con của con, những tiểu hồn khờ dại đắm nhiễm trượt trần, vươn lên tu tiến để trở thành như con vậy. Từ chỗ chăm làm công trong tứ đức, những việc làm theo kiểu trần, giờ đây các con phát triển thêm và thành các việc đạo giải thoát, tức là tinh tấn tu học tu hành. Từ chỗ trao chuốt cho sắc đẹp thân thể dung, các con tiến lên trao dồi cho sắc đẹp tinh thần, tức là thực hiện tình thương bằng việc thiện lành cao cả. Từ chỗ nói ngôn, những lời nói thật thà ngay thẳng, mang lại sự hòa ái, khai tâm cho mọi chúng sanh, khai tâm học đạo. Từ chỗ làm những việc thiện lành nhỏ là hạnh, đoan chính, nghiêm trang, các con phát triển thành việc làm vĩ đại, thuyết giảng đạo lý thống nhất này cho quần sanh nghe, đặng tu học cho kịp kỳ ứng thí chung kết đại hội Long Hoa kỳ ba này, tức là cơ phán xét sau cùng để tiến hóa kịp chứ đà tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Các con không bỏ đạo khổng, mà các con phải cùng suy thấu lý, tu học và thực hành đúng để thăng hoa và phát triển những điều dạy của khổng đến vô cùng tận, để kịp kỳ hiệp nhất với Thượng Đế. Các điều của Lão Tử dạy. Còn Lão Tử dạy lý huyền cơ, lẽ bí nhiệm, tức là sự vận chuyển của lý âm dương trời đất theo dịch lý càn khôn. Dịch lý âm dương rất đơn giản nhưng rất thâm diệu cao siêu. Theo dịch lý thì vô cực sanh thái cực,
thái cực phân hai thành lưỡng nghi biến thành tứ tượng biến thành bát quái, rồi phân tán ra vạn thù, cộng lại trở về một, tức là thái cực lại hoàn hư, tức là vô cực là thể vô hình, vô tướng, không sinh không diệt, hằng hữu đời đời. Lý vô cực là tối cực lý, muốn hòa với hư không vô cực tánh, các con phải theo đúng lời dạy của lão là lý vô vi, tức vô cầu, vô tranh, vô đoạt, vô chấp. Vô cầu giúp cho các con vô vọng, tức là xa lìa vọng tưởng đảo điên. Vô tranh giúp cho các con vô đại, tức là xa lìa ý tưởng cao thấp thua kém. Vô đoạt giúp cho các con vô thủ, tức là xa lìa ý niệm còn mất có không. Vô chấp giúp các con vô ngại, tức là xa lìa tư tưởng trượt thanh thường ngã. Lý vô vi quá huyền diệu cao viễn nên ít có ai hiểu nổi, nên thành ra bị thất truyền. Vô vi tức đạo, đạo thường vô vi, nhi bất vi. Không làm tức là đạo, đạo thường không làm, nhưng không gì không làm. Từ chỗ không làm mà đạo làm ra tất cả, làm ra tất cả mà không làm gì cả. Đây là bí quyết của đạo mà các con phải thâm cứu để làm. Thực hiện theo dịch lý, tức là các con phải luyện kim đơn, tức gom tinh khí thần về một, tức là thái cực. Các con phải phân luyện tiếp để xả đặng hòa với hư không, tức vô cực. Luyện kim đơn tức là luyện tánh, chứ không phải luyện thuốc như trong truyện Tào thường nói. Luyện cho được tánh kim cang bất hoại, có nghĩa là gặp động không loạn, gặp tịnh không lặng, vào trần không nhiễm, nhập niết bàn không diệt, định mà không chết cứng, đi đứng nằm ngồi như không đi đứng nằm ngồi, thuyết giảng đạo pháp mà như không thuyết giảng đạo, tức là các con thể nhập vào lý hư vô vậy. Muốn luyện được tính kim cân bất hoại, các con phải luyện cả hai cùng một lúc, tức là tánh mạng song luyện, còn gọi là tu tánh luyện mạng, theo nguyên lý phản hồi. Nếu tâm định, ý định, trí toàn, thời tinh trong, khí thanh, thần sáng. Nếu tâm dịch, ý động, trí phân, thời tinh đục, khí trọc, thần mờ. Bởi thế muốn luyện cho mau kết quả, các con phải nhiếp tâm, dình ý, định trí, bế ngũ quan, siêng năng tinh tấn công phu luyện đạo, hành pháp luân cho lâu, thiền định cho tốt. Điều này làm cho tinh trong, khí thanh, thần sáng, giúp cho các con mạnh khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần, mau tiến về cõi sáng. Đó là phần nội luyện. Còn phần ngoại chế, tức là tu tánh, là ngăn ngừa sự xâm nhập của trần cảnh, quyến rũ con trôi lăn trong vòng sanh tử bằng cách tam tụ tinh giới, tức là giới, định, huệ. Định là không để tâm buông lung theo ngoại cảnh, tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Giới là đừng phát khởi cái tâm niệm ác, nói ác, làm điều ác, làm việc ác, mà phải phát tâm làm việc thiện, làm điều thiện. Huệ là thường phán quán tưởng các điều dạy của Phật, của Chúa và của Cha để mở trí sáng suốt. Cha tạm giảng như vậy để các con hiểu, và muốn thấu đáo trong việc tu học thì phải nghiên cứu thêm phần này với các vị cao đồ. Thứ ba, các điều dạy của Phật Thích Ca. Về phần giáo lý của Phật thì quá nhiều, các con khó mà nghiên cứu tu học hết cho được. Ba tạng kinh điển gồm cả vạn quyển, đó là chưa kể thất lạc, thiếu sót, đó là chưa kể phân tán trong 10 môn phái từ Thiền Tông đến Tịnh Độ Tông. Trong 10 tôn này có 4 tôn căn bản còn hoạt động là Thiền Tông, Luật Tông, Duy Thức Tông và Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông chủ trương tu phước, niệm lục tự Di Đà. Duy Thức Tôn còn gọi là Pháp Tường Tôn, chủ trương tu huệ. Luật Tôn nặng về giới luật. Thiền Tôn chủ trương nghiên cứu thẳng, tức là trực chỉ thuyền, thiền đốn ngộ chân tâm kiến tánh thành Phật. Tuy chia ra là 10 tôn như vậy, nhưng thật sự trong mỗi tôn đều chịu ảnh hưởng của các tôn khác. Phần đông các con còn mê chấp, cho rằng ba tạng kinh điển của Phật là thiên kinh vạn quyển ở bên ngoài các con, chứ thật sự con đâu có ngờ rằng nó ở ngay trong tiểu hồn của các con. Mà xưa kia Phật chỉ mật truyền cho các đệ tử tiến hóa cao của Ngài mà thôi. Thực ra ba tạng kinh điển này cũng có ở ngoài và cũng có ở trong các con. Ở bên ngoài các con là ba tạng kinh, kinh
luật luận. Ở bên trong các con là tạng tâm, tạng trí, tạng ý. Phật là bậc đại giác nên ba tạng của Ngài rất lớn. Còn con đang tu hành nên ba tạng của con nhỏ hơn. Giờ đây con nên tinh tấn tu hành cho ba tạng nó phát triển bằng của Phật. Kinh là tạng tâm của Phật, tức thể bi của càn khôn. Luận là tạng trí của Phật, tức là thể trí của càn khôn. Luật là tạng ý của Phật, tức là thể dũng của càn khôn. Các con bên Phật giáo lâu nay cứ nghĩ rằng học hết ba tạng kinh điển, tức là thu nhận được chân truyền yêu bá của Phật. Chứ các con có ngờ đâu rằng đó chỉ là cái vỏ hình thức bên ngoài. Xưa tỳ kheo Thiên Tinh giảng hết ba tạng kinh điển mà rốt cuộc cũng bị đọa xuống địa ngục. A Nan nhớ hết ba tạng kinh điển mà vẫn bị nạn A Nan già. Đến nỗi khi được Phật cứu, bị Phật quở trách rằng ông chỉ mạnh nhớ, nghe nhiều chứ không tu. Huống chi ngày nay các con lem nhem vài ba chục quyển đã là cho hiểu Phật thông pháp. Muốn học thuộc ba quyển kinh đó, các con phải công phu, công quả, công trình. Công phu là tức siêng năng hành pháp luân thường chuyển vào giờ tí mỗi đêm để rút thanh khí điển của trời đất vào thanh lọc bản thể, quy tam bổ hiệp ngũ chi, quy tam thức hiệp ngũ quan, cho bản thể thanh tịnh, tâm ý không không, cho sớm mở được huệ trí, đặng rút ngắn con đường trở về nguồn cội, thấy được bản thể diện mục, tức chánh lý nhãn tàng, niết bàn, diệu tâm, thực tướng, vô tướng mà Phật đã phó truyền cho ông Ma Ca Diếp sau khi cầm một nhành hoa đưa qua đưa lại trước 3.000 môn đệ mà đồ chúng tại núi Linh Khứu khi mở hội Pháp Hoa. Từ Ma Ca Diếp truyền cho đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma bên Ấn Độ, sau Đạt Ma sang Trung Hoa truyền cho 5 vị tổ kế tiếp đến Huệ Năng thì phát triển rực rỡ, tạo nên tôn phái Trực Chỉ Thiền Định Đốn Ngộ Chân Tâm Kiến Thánh thành Phật. Công quả là thực hiện tình thương, giữ gìn giới luật, dìu dắt những đứa còn mê lầm, đắm nhiễm để vào đạo tu học, tu hành, sớm thoát khỏi đời trầm luân khổ ích. Công trình là phát triển ý chí cứu khổ, đóng góp vào cơ chuyển pháp, dẫn dắt chúng sanh vào cơ tái tạo tức nguồn thánh đức bằng cách in thêm kinh sách của cha và các giáo chủ các tôn giáo để phổ truyền cho quần sanh hiểu biết càng ngày càng thêm sâu rộng. Việc làm này vừa giúp cho con tiến hóa, vừa giúp cho bạn đạo tiến hóa, hòa đồng tu học, hòa đồng chung sống cho kịp kỳ ứng thí trong kỳ Đại hội Long Hoa. Nhân bàn về kinh, cha giảng thêm cho các con hiểu thêm về các loại kinh cho các con tu học khỏi lầm. Kinh có 3 loại: kinh điển, kinh sách và kinh truyện. Kinh điển là các lời giảng của các vị đã đắc đạo, sáng tác, được gọi là kinh. Chỉ có các con tu cao có điển mới hiểu nổi như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Duy Ca Mật của Thích Ca trước kia, hay kinh A Di Đà của Tư Đỗ Thuần Hậu ngày nay. Kinh loại này giảng bằng mật điển nên người phàm khó hiểu được. Kinh sách là những lời bàn, những lời sám hối do các linh hồn tấn hóa cao soạn ra để giúp cho các con chưa thức tỉnh hoặc ở trình độ thấp tu hành như Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Thiền Luận, Suzuki, Phật Học Phổ Thông ở các nước, Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng, sách Yoga. Kinh truyện là những lời kể được ghi lại thành truyện mang ý nghĩa đạo lý tu hành. Đa số loại kinh này là do các vị Bồ Tát và Đại Tiên ẩn thân xuống trần gian soạn ra cho chúng sanh vừa đọc giải buồn, vừa chiêm nghiệm sâu xa và thức giác để tiến lần đến đạo tâm như truyện Quan Âm Thị Kính, Tây Du Diễn Nghĩa, Phong Thần, v.v. Truyện Quan Âm Thị Kính cho các con tu học tiến hóa cao, mở hạnh Bồ Tát cứu khổ ban vui cho chúng sanh giống như hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát có 2 đệ tử là Thiện Tài và Huệ Ngạn có thật trong càn khôn. Đây là lực bi của càn khôn, thường cứu độ chúng sanh, cứu chúng sanh từ mê lầm đến thức giác tu tiến, đồng thời cũng có trong các con. Các con cũng có 2 đệ tử giống như Quan Thế Âm vậy, nhưng các con chưa biết dạy dỗ chúng và điều khiển chúng theo ý con. Một đứa tên là Thiện Tài, có nghĩa là giỏi làm việc lành.
để cứu khổ chúng sanh. Thiện là việc lành, tài là giỏi. Một đứa tên là Huệ Ngạn, có nghĩa là chiều dắt chúng sanh sang bờ giác. Huệ là trí huệ, siêu việt, ngạn là bờ. Giờ đây các con hiểu rồi, các con phải vươn lên làm chủ bản thể, điều khiển cho hai đệ tử này siêng năng cứu độ chúng sanh trong bản thể con, cho chúng khỏi bị khổ não bởi sự lôi cuốn của trần cảnh và kéo chúng đi lên cõi sáng suốt đi con. Khi chúng sanh trong bản thể con, tức lục căn lục trần, đã hết khổ, đã sáng suốt rồi, con quay ra để cứu khổ ban vui, dìu dắt chúng sanh ngoài bản thể, tức là các tiểu hồn còn ngu muội mê chấp, có ý thức vươn lên làm chủ, nắm quyền cai trị lại lục căn lục trần của chúng, và đừng để nó lôi kéo các con vào quan nghiệp quả báo mà phải trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Thế rồi cứ đổ cho nhau thành một lực lượng hùng hậu, bởi vì mỗi tiểu hồn tiến hóa cao đều có thể và có khả năng mở hạnh nguyện trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát để đóng góp vào lực bi của càn khôn vũ trụ càng lớn mạnh. Còn chuyện phong thần diễn tả một lịch sử xa xưa nhưng có thật, chứ không phải là một chuyện diễn tưởng như các con nghĩ đâu. Nó diễn tả sự đấu phép giữa lực trượt và lực thanh của càn khôn. Cuối cùng khối trượt bị khối thanh đè bẹp và được dìu dắt tiến hóa đi lên. Các vị đó ngày nay nhận lãnh chức vị cha ban để phụng sự cho cơ tiến hóa của càn khôn như sau: Thái Thượng Đạo Tổ, Quân Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Các con nào chưa đọc nên tìm đọc, con nào đọc rồi nên đọc lại để nhớ và nghiền ngẫm để lo tu hành. Đặc sắc nhất là bộ Tây Du Diễn Nghĩa, tức là chuyện Tề Thiên Đại Thánh được cha cho xuất bản xuống thế gian để các linh hồn lười biếng học đạo, chỉ ham mê tiểu thuyết. Đây là bộ chuyện mà hầu như khắp thế giới, từ trẻ đến già, từ trai đến gái đều biết đến qua chuyện bằng tranh, bằng chữ, đến nỗi dựng thành phim ảnh để giải trí cho quần chúng sau những giờ mệt nhọc trong công việc. Đây là một quyển kinh được một vị đại tiên ẩn thân xuống thế sống như người trần tục, sáng tác bằng một thế tài tuyệt diệu được gọi là truyện. Truyện này diễn tả cuộc hành trình dài đằng đẵng của bốn thầy trò Tam Tạng về Tây Phương để thỉnh kinh của Phật về độ chúng sanh tu hành. Cha lý giải rành cho các con hiểu và đối chiếu qua tiểu hồn của các con để mà lo tu hành. Tam tạng đi thỉnh kinh, kinh này là vô tự chân kinh, có nghĩa là đem ba tạng tâm trí ý để cầu Phật tánh, tức là vô tự chân kinh. Đường tăng tượng trưng cho tâm của các con. Tôn Ngộ Không là Tề Thiên, tượng trưng cho trí. Sa Tăng tượng trưng cho ý các con. Bát Giới tượng trưng cho ngũ quan của các con. Con ngựa là tượng trưng cho thân tứ đại của các con. Trong quá trình đi thỉnh kinh ấy, các con thấy Tề Thiên qua lại xứ Phật hoài mà không giải thoát, mà phải qua hết bốn thầy trò và cả con ngựa. Cầu kinh được rồi, dở ra toàn giấy trắng, tức là vô tự chân kinh, tượng trưng cho chân lý tối thượng không thể nghĩ bàn. Sau khi cầu kinh được rồi, tượng trưng cho sự đắc quả, bốn thầy trò bỏ xác phàm trôi theo dòng sông, còn lại phần chân thần, tức là Phật tánh, bay về quê xưa chốn cũ trong nháy mắt. Trong quá trình ấy các con thấy gì? Bác Giái thì ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham rượu, ngon gái đẹp, tượng trưng cho ngũ quan của các con đắm mê trần cảnh, ham mê ngũ dục. Sa Tăng thì không đủ sức khuyên nhủ Bác Giái bớt đắm nhiễm trần cảnh để phụng sự tốt cho cuộc thỉnh kinh, đến nỗi để cho Bác Giái muốn làm sao thì làm, tượng trưng cho sự yếu hèn của ý thức của các con, không đủ ý chí để điều khiển ngũ quan của các con. Tề Thiên thì lăng xăng xông xáo, hoạt động không ngừng, tượng trưng cho sự lo nghĩ lung tung trong trí của các con. Tam Tạng hở một chút là niệm Cẩn Cô làm cho Tề Thiên nhức đầu muốn chết, rồi lại niệm Tòng Cô để khỏi nhức đầu, tượng trưng cho tà niệm và chánh niệm trong tâm thức của các con. Tâm chánh niệm là niệm Tòng Cô thì an trụ, thì trí con được thảnh thơi an lạc. Tâm tà niệm là niệm Cẩn Cô nổi lên làm cho tâm trí con vọng động, vọng cầu, vọng tưởng. Cha tạm giải lý những điều căn bản thôi, con nào muốn hiểu sâu xa hãy tìm đọc lại bộ Tây Du Ký để nghiền ngẫm mà lo tu hành. Nhân nói về ba vạn tâm trí ý, cha nhắc lại các con minh cấp Phật nhớ rằng không chỉ thờ kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà các con được giải thoát đâu nghe các con. Tôn kính Tam Bảo có hai cách:
thờ lại tượng cốt, cúng dường in kinh, cúng dường tăng chúng chỉ là giai đoạn tập sự cho những con người từ đạo nhân tiến qua để luyện cho lòng trang nghiêm, bụng rộng rãi, dạ thoát trần. Đây chỉ là hình thức hữu vi sắc tướng bên ngoài. Muốn thực sự cúng dường tam bảo, các con phải tìm thực hiện cách vô vi thứ hai mới mong sớm giải thoát. Thờ Phật Pháp Tăng là thờ tâm trí ý của các con đó. Vì tâm của con là hạt giống của Phật, vì trí của con là hạt giống của Pháp, ý của con là hạt giống của Tăng. Nếu các con thức tỉnh tu hành, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của luân hồi sanh tử, thì con phải luôn luôn tinh tấn công phu luyện đạo để mở trí, thực hiện tình thương không mệt mỏi để khai tâm, dìu dắt các bạn đạo về tu tiến để luyện ý. Nói chung các con đã và phát triển bi trí dũng cho đến vô cùng tận. Đừng để cho chúng dậm chân tại chỗ, làm trì trệ cho sự tiến hóa của linh hồn con. Trong cuộc thi nước rút thì giữ kỳ thi chung kết Đại hội Long Hoa mở kỳ 3 tại thế gian này. Các điều Chúa Giêsu dạy. Còn bên Thiên Chúa, bên Thiên Chúa giáo, Đức Chúa Con theo lệnh của Cha thị hiện xuống trần, vừa sống như người trần gian, vừa sống một cách siêu nhiên để thuyết giảng đạo lý mặc khải và làm phép lạ nhiễm màu để làm gương cho các con noi theo tu học, đặng biết hy sinh, sám hối, bỏ ác, làm lành, tránh vi phạm 7 mối tội đầu và 10 điều răn của Chúa. 7 mối tội đầu là kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, hờn giận, ham ăn uống, ghen ghét, lười biếng. 10 điều răn là thờ kính Chúa Trời trên hết, tôn kính danh Cha, nhân danh Chúa, thờ, nguyện, tin và làm theo lời Chúa dạy, thánh hóa ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, thảo kính với cha mẹ, giữ gìn thân mạng của ta và của người khác, trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm, tôn trọng sự thật và danh giá của kẻ khác, công bằng và tôn trọng của cải của người khác. Y theo các điều này mà sống, tức các con đã tạo cho mình một căn bản để phát triển 3 điều cần thiết: bác ái, minh triết, ý chí. 3 điều này tương đương với bi trí dũng bên Phật giáo vậy. Bác ái là biết thương yêu mọi người, mọi vật, ban bố tình thương của Chúa ban, tức các con chẳng hiểu ý nguyện của Chúa như thế nào cả, cho nhau nếu đợi tình thương. Minh triết là sáng suốt vô cùng. Các con phải nghiên cứu tu học, nghiền ngẫm các lời dạy mặc khải trong kinh Phúc Âm để mở trí thông minh, khai tâm đạo đức, tiến hóa nhanh trên con đường đạo. Ý chí là thực hiện đức tin không mệt mỏi, không rời bỏ Chúa, không xa lìa đạo, vấp ngã trên đường tu. Chúa xuống thế nhận 12 môn đồ làm phép lạ đi trên nước, một con cá ăn 5 cái bánh và 3.000 người ăn không hết, còn thừa 2 thúng, cứu người chết sống lại và còn nhiều phép lạ khác, Cha không kể hết ra đây được. Các con có biết không nào, các phép lạ này mang tính chất mặc khải, mượn hình thức hữu vi để ẩn chứa ý nghĩa vô vi mà chỉ của những vị đắc quả thánh mới hiểu nổi, chứ người phàm không thể hiểu nổi được đâu. Hôm nay Thượng Đế đã dùng thần huệ để thiên khải những điều mặc khải này cho các tiểu hồn con của Ngài phản chiếu qua tiểu thiên địa để tinh tấn tu học và tu hành. Tại sao Chúa chỉ nhận 12 môn đồ thôi con, mà không nhận thêm hoặc bớt đi? Thực ra điều này Thiên Cơ đã định trước và sắp xếp trước khi Đức Chúa Con xuống thế mở đạo cứu đời. Đức Chúa Con chính là các tiểu hồn của các con đó. Có phải Cha là đại hồn chiết ra các tiểu hồn của các con cho xuống thế để học hỏi, nếm, chứng nghiệm, hiểu biết vô cùng tận, để rồi sau khi đắc đạo vô thượng, thấy được tự thể Thiên Chúa, hai Phật tánh cũng vậy, hầu trở về hiệp nhất với đại hồn vũ trụ. Chúa có 12 môn đồ, tượng trưng cho 12 đệ tử trong các con, tức là lục căn lục trần. Có một đệ tử phản lại Chúa, tượng trưng cho các con coi chừng, có thể có một trong 12 đệ tử trong con, nó có thể phản lại con, nổi lên khảo đảo con, mắt con đắm nhiễm trần gian, đam mê trần cảnh, làm trì trệ tiến hóa của con, ngăn trở con trên con đường về hiệp nhất với Thiên Chúa, tức đại hồn Cha vậy.
Nó phản lại và làm hại Chúa, nhưng rốt cuộc cũng vẫn thất bại. Còn được Chúa ban hồng ân tha tội, nhưng nó xấu hổ quá nên nó tự tử chết mất. Điều này để các con thấy rằng, nếu các con có ý chí vươn lên làm chủ được lục căn lục trần trong bản thể con, thì cuối cùng nó cũng chịu thất bại trước con mà thôi. Nhưng con đừng để nó chết đi, mà phải chiều nó đi lên bằng tam công tứ lượng. Chúa đi trên mặt nước biển, tượng trưng cho phép thần thông tự tại, thoát khỏi trong bể đắm chìm trong luân hồi sanh tử. Chứ bảo đi trên nước là giải thoát, thời con vịt, ngược nước và nhiều con vật khác nữa đi được trên nước mà sao không giải thoát được, phải không con? Một con cá và 5 cái bánh mà các môn đồ và 3.000 người ăn không hết. Sau khi ăn xong, thu lượm lại các mẩu bánh vụn và xương cá còn lại 2 thúng. Điều này mới nghe có vẻ khó tin phải không con? Nếu khó tin thì cha nói thêm rằng, chẳng những 3.000 người ăn không hết thời đó, mà cả nhân loại ngày nay ăn cũng không hết nữa đó con. Nếu nói vậy có vẻ lộng ngôn, mà cha nói không chỉ nhân loại trần gian này, mà cả thải chúng sanh trong vũ trụ ăn cũng không hết. Giờ đây các con cho cha là thằng đại lộng ngôn, đại ngã mạn, nói chuyện phi lý. Một con cá và 5 cái bánh mà cả nhân loại trong vũ trụ ăn cũng không hết. Cha cười. Nếu có con nào nghĩ như thế, thôi cha sẽ nói lên đây một sự thật phi thường. Chẳng những chúng sanh trong vũ trụ, mà hết thải cả chúng sanh trong hằng hà sa số vũ trụ khắp cùng càn khôn đã sinh ra và sẽ sinh ra ăn cũng không hết luôn con. Sau khi ăn xong, thu nhặt lại cũng vẫn còn 2 thúng to, tổ bố luôn con. Đây các con nghe cha giảng. Một con cá tượng trưng cho ý thức trong tiểu hồn của các con. 5 cái bánh tượng trưng cho ngũ quan của các con. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân trong tiểu hồn của các con đó. Có phải là các con đã dùng một con cá này và 5 cái bánh kia mà ăn trong vô lượng kiếp mà chưa đã thèm không con? Con mắt, nhãn thì ăn hình sắc, ham mê nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, si mê cuồng loạn sách vở khiêu dâm. Lỗ tai là nhĩ thì thích ăn âm thanh, lời nịnh hót, lời ca tiếng nhạc trong mê loạn, cuồng đồ. Mũi là tỷ, thời ăn hương vị, mê các mùi trần tục, dùng dầu thơm để sức lên cái thân ô uế bên ngoài. Lưỡi là thiệt, thời ăn mùi vị, thèm các món ngon vật lạ, nem công chả phượng, rượu nồng dê béo, cà phê, thuốc phiện, trà thơm. Thân thời ăn mùi xúc vị, đắm mình trong nhục dục, tình trường, nam nữ, quần áo lược là, phấn son lòe lẹt. Ý thời ăn pháp vị, tham lam, bòn sẻn, phân biệt, chia rẽ, mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà quên đi sự đau khổ của đồng loại. Sau khi ăn xong còn lại 2 thúng là tâm thức và trí thức, còn gọi là tâm trí và lý trí của các con đó. Còn cái tâm vọng cầu, còn cái trí ngã mạn tự tôn đầy nhóc cả 2 thúng cho đến nỗi các vị giáo chủ khuyên đem đổ hoài mà không hết. Những điều mà các con cho là có khó tin, cho là đại ngôn, đại ngã mạn đã được Thượng Đế thiên khải thành sự thật rất khoa học mà từ lâu được che giấu cho đến hạ ngôn mạt pháp này mới mở ra cho các con hiểu để tinh tấn mà lo tu hành. Việc cứu người sống lại tượng trưng cho sự si mê trần gian, đắm nhiễm trần cảnh, chết theo dục vọng, sống mà quên đi bản thân của chính mình. Đến khi Chúa xuống thế, thuyết giảng đạo lý cho các con, tiếp xúc với giáo lý mầu nhiệm, làm cho các con thức tỉnh cơn mê, trầm trọng, sinh động lên, tức sống lại nắm quyền chủ động bản thể để mà lo tu hành, chứ không còn mê chết theo dục vọng của trần gian nữa. Việc Chúa chết trên thánh giá và phải chết trên thánh giá mới được. Sau 3 ngày sống lại, khi đó 2 người tử tội cũng bị treo theo như Chúa. Một đứa tin theo Chúa, còn một đứa kia không tin Chúa, thóa mạ Chúa, lăng nhục Chúa, chửi rủa Chúa để được tha. Tin theo Chúa, chết theo Chúa là sống. Không tin Chúa, được sống là chết đó con. Thánh giá có 2 thanh, thanh đứng tượng trưng cho càn, thanh ngang tượng trưng cho khôn, càn khôn tượng trưng cho âm dương trời đất, 2 thanh giao nhau tượng trưng cho âm dương hợp nhất. Chúa chết trên thánh giá tượng trưng
sự chết đi phần phàm ngã sau khi âm dương đã hiệp nhất trong tiểu hồn của các con đó. Sau 3 ngày Chúa sống lại là tượng trưng cho sự chết đi của 3 trí, tức 3 phàm trí trong tiểu hồn của các con. Các con hãy chết đi những ý niệm mơ hồ trong ý thức, chết đi những tư tưởng què quặt trong trí thức, chết đi những vọng tưởng vọng cầu trong tâm thức, thì các con mới bừng lên sống lại, hiệp nhất với Chúa nghe con. Một đứa tin theo Chúa tượng trưng cho chánh niệm nên được chết theo Chúa. Chết đây là chết phần phàm ngã để rồi sống lại cái phần chân ngã, thời mới về cõi nước bàn hay thiên đàng cũng vậy. Còn đứa kia không tin theo Chúa được tha sống ở lại trần gian, tượng trưng cho tà niệm nên bị luân hồi trở lại thế gian, trầm luân trong bể khổ để trả cho rồi cái nghiệp mê chấp mê lầm, không tin có Thiên Chúa, không tin có Thượng Đế, tức là chân lý tối thượng, chẳng chịu thức tỉnh tu hành đặng sớm thoát khỏi luân hồi mà về cõi giải thoát. Nhân tiện nói về đạo Thiên Chúa, cha cũng nói thêm là tại sao đạo Thiên Chúa sau này lại mọc ra một nhánh đạo khác, tức là đạo Tin Lành, để các con hai chi đạo này khỏi phân biệt, khỏi chia rẽ nhau nữa mà sớm sum họp tu hành cho kịp kỳ phán xét sau cùng. Bởi vì có một số đáng kể các tín đồ bên Thiên Chúa giáo còn kẹt trong hữu vi, lấy bụng ta suy ra bụng Chúa, mê chấp cho rằng Đức Mẹ đồng trinh mà sao sanh ra được Chúa Giê-xu. Điều này trái với khoa học hữu vi thế giới. Nhận xét này của một số lớn các tu sĩ tín đồ bên Công giáo quả không sai với trình độ hữu vi, nhưng các con đâu biết rằng đây là phép lạ vô vi không thể nghĩ bàn của Thiên Chúa. Thượng Đế thấy rằng sợ các con đó dùng trí phàm suy luận, thấy vô lý rồi bỏ đạo, uổng công tu hành, nên cha tiếp điển cho một vị thánh đóng vai linh mục, thay đổi một số điều căn bản trong giáo lý cho phù hợp với trình độ hữu vi, đặng níu kéo một số lớn tu sĩ và tín đồ vào đạo để tu hành. Giờ đây cha thử hỏi các con, nếu Đức Mẹ đồng trinh thì ai tu cho các con tiến hóa, đặng giải thoát ách trầm luân đau khổ? Còn giả như Đức Mẹ mất trinh, con không chịu tu, thời các con có được tiến hóa hay không? Thế nên các con tranh cãi để mà làm gì? Mà chính các con phải tự tu tự tiến để sớm về cõi thiên đàng, giải thoát. Phải tiến lên nghiên cứu tu học, thực hiện con đường tình thương theo lời Chúa dạy để rút ngắn con đường trở về, để không còn thời giờ và không còn kịp nữa nghe các con. Một vấn đề thứ hai cũng quan trọng. Các con nghe, cha thấy các con bên Công giáo câu nệ vào việc đi nhà thờ xem lễ mà quên rằng tự tu tự tiến mới là điều cần thiết. Đi nhà thờ xem lễ cũng là cần thiết, nhưng là lúc đầu thôi con. Sau thời gian làm quen với cảnh trang nghiêm của giáo đường, hiểu được giáo lý của Thiên Chúa, tin rằng giáo lý đó đã dẫn dắt con đến chỗ thiện lành sáng suốt và tự nhận thấy trong con có đủ căn bản vững vàng, thời nên ở nhà tu tốt hơn. Các con chớ ngại rằng như vậy trái với lời dạy của Thiên Chúa, phạm 10 điều răn có tội với Chúa. Các con ơi, tội hay không tội là do chính các con. Điều gì làm trì trệ cho sự tiến hóa của con mới là tội, chứ không phải bỏ đi lễ nhà thờ là có tội nghe con. Các con dựa vào trình độ hữu vi xét như thế cũng phải, nhưng cha sẽ dùng trình độ hữu vi để dẫn chứng cho các con hiểu rõ vấn đề này. Các con cứ hình dung những đứa bé em con ra đời, lớn dần khoảng 4 tuổi là chập chững bước vào mẫu giáo, rồi lên lớp 1, lớp 2 để nhường lại chỗ cho các em con sau này nó vào học. Nếu nó cứ ngồi lì ì một chỗ, tức là nó tự làm trì trệ sự tiến hóa của nó, mà còn choáng chỗ làm cản trở sự học hành của các em sau nó. Cha mượn sự việc này để các con thấy rằng, nếu có con đi nhà thờ suốt đời, tức là đã không tự tu tự tiến, thì tự làm trì trệ sự tiến hóa của chính các con, mà còn choáng chỗ lành cho các em con tập sự tu nữa. Cũng như bên Phật giáo, đi nhà thờ hay đi chùa là hình thức hữu vi tập sự cho các con thờ kính Phật Chúa bên ngoài, làm phép rửa tội và tập tỉnh Ea Kinh Phúc Âm của Chúa, Kinh Di Đà của Phật. Đây là hình thức khởi đầu dìu dắt chúng con đi từ nhân đạo bước sang thánh đạo Phật đạo vậy. Muốn thực hiện kính Chúa Ba Ngôi, con phải quay trở lại soi vào linh hồn con. Ngôi một là sự minh triết, tức là lý trí sáng suốt của con. Ngôi hai tức là sự thực hiện tình thương,
tức là tâm trí bác ái của con. Ngôi ba là ý chí cứu khổ, tức là ý chí tin tưởng chứng ngộ chân lý để hoằng dương chánh pháp. Ba ngôi này vừa có thật ở bên ngoài, vừa có ở bên trong các con, trong linh hồn các con, tương đương với ba thể bi trí dũng bên Phật giáo. Tinh tấn tu học để phát triển sự minh triết trong con cho đến vô cùng tận, tức là kính thờ Đức Chúa Cha một cách sáng suốt. Thực hiện tình thương không biết chán nản là kính thờ Đức Chúa Con một cách thiện lành. Có đức tin không biết mệt mỏi là kính thờ Đức Chúa Thánh Thần một cách chân chánh vậy. Giờ đây các con hiểu rồi, thầy cha khuyên các con nào tự thấy mình đã đủ sức tự tu tự tiến, các con nên ở nhà tu hành để nhường chỗ cho nhà thờ lại cho các em con trình độ thấp hơn, ở lớp kém hơn, còn tập sự vào thế chỗ con để nó tu học theo đúng lực tiến hóa. Về giáo lý của Chúa, cha khuyên các con không nên khinh thường những điều giảng của Chúa về vũ trụ nhân sinh trong Kinh Phúc Âm, bởi vì lúc đó nó cô lập trong sa mạc, nhịn đói 40 ngày để thanh lọc bản thể, hầu tiếp nguồn ân điển của cha ra mở đạo cứu đời. Cha tiếp điển, cha cho nó giảng thấp, chỉ tuyên bố rằng, Thượng Đế chỉ phán một lời, càn khôn vũ trụ hình thành, cho các con thời đó có ý niệm mà thôi. Chứ giảng như ngày nay, các con thời đó không hiểu nổi đâu. Điều này các con bên Phật giáo cũng vậy. Khi Thích Ca mở đạo cứu đời, cha tiếp điển cho nó và bảo giảng thật thấp, nói sơ về đất nước gió lửa cho các con thời đó mới hiểu được về cơ cấu hình thành của càn khôn, để rồi đến cơ phán xét sau cùng này, tức Đại Hội Long Hoa kỳ 3, Thượng Đế đích thân xuống thế thuyết giảng rõ ràng, rành mạch trong Tứ Đại Pháp Kinh ngày hôm nay, phù hợp với trình độ tiến hóa của các con, phải không các con? Thế nên, các con thấy rằng, các vị giáo chủ mà cha biết sử dụng lý trí minh triết vô lượng để thuyết giảng đạo lý thấp cao khác nhau, trong các thời kỳ khác nhau, để chúng sanh dễ dàng theo trình độ mà tu học. Và cũng với điều này, cha khuyên các con tấn hóa cao, có ý muốn cứu khổ chúng sanh, hoằng dương chánh pháp, khi thuyết giảng đạo lý cho quần sanh tu hành thì phải tùy lúc mà thuyết, tùy trình độ mà giảng, tùy người mà đáp, tùy việc mà làm, biết sử dụng cái minh triết ấy, chứ đừng khoe trí khoe tài, lè đòi phải mang nghiệp. Rốt cùng, cái học hành của Khổng, cái lý hành của Lão, cái tu hành của Phật, cái thực hành của Chúa và của nhiều vị tôn giáo khác, Hồi giáo, Ấn giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Thông Thiên học, các môn phái yoga đều thi hành theo thiên ý của Thượng Đế để phụng sự cho cơ tiến hóa, đóng góp vào mục tiêu tiến hóa đời đời để được hằng hữu đời đời cho càn khôn vũ trụ mà thôi. Đây là giáo lý và pháp lý của các tôn giáo được cha lược giảng và thiên khải những điều cốt tủy, căn bản cần thiết như serum tiêm thẳng vào sự mê chấp của các con lâu nay. Hay nói khác đi, đó là nước cam lồ dược thủy, dùng để hóa giải đại mê đại chấp, chia rẽ phân biệt, đố kỵ tị hiềm giữa các chi đạo tại trần gian. Giờ đây cha khai tâm mở trí cho các con sáng suốt hơn về cách thức quy hiệp, tức tam quy hiệp ngũ, khai thông những bế tắc mà lâu nay trần gian mê muội, không tìm đâu ra lối thoát cho sự phân ly của năm mối đạo này. Vậy quy tam hiệp ngũ là gì? Quy tam hiệp ngũ có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất của quy tam hiệp ngũ là quy tam giáo hiệp ngũ chi, tức đưa ba tôn giáo cổ Nho, Lão, Phật về một gốc thành càn khôn nhất thống giáo. Còn năm chi đạo là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo về một mối, tức là thiên địa quy nguyên đạo, bằng một giáo lý sáng suốt do cha thuyết giảng, gọi là Thượng Đế hiệp nhất lý, và đó là quy tam hiệp ngũ của đại thiên địa. Nghĩa thứ hai của quy tam hiệp ngũ là quy tam bủ hiệp ngũ khí để quy tam thức hiệp ngũ quan, tức là nhiếp tâm, định trí, dình ý, bế ngũ quan, quay trở về bên trong bản thể của các con để dùng pháp luân thường chuyển đưa nguyên tinh thức thủy thận về hỏa tâm để đốt ra khí điển. Khí điển này phối hợp với nguyên thần dần dần tạo thành thánh thai xá lợi. Thánh thai xá lợi được nuôi lớn dần bằng cách gom ngũ khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ về trung ương để tinh luyện thành kim can thần, hầu giúp con về nơi siêu thoát. Và đây là quy tam hiệp ngũ trong tiểu thiên địa của các con. Đại thiên địa từ tiểu thiên địa
tức là tiểu hồn của các con mà thành. Tiểu thiên địa do đại thiên địa mà ra. Muốn quy hiệp, quy tam hiệp ngũ ngoài đại thiên địa, trước hết phải quy tam hiệp ngũ trong tiểu thiên địa, cơ quy mới về. Vì quy là về, không quy ắt không về được, đó nghe con. Dùng phương pháp gì để quy tam hiệp ngũ ngoài đại thiên địa? Đây, hãy nghe cha giảng. Làm thế nào để đưa ba tôn giáo cổ về một gốc, gồm năm chi đạo về một mối? Có lẽ các con nghĩ rằng bỏ hết các chi đạo, bỏ hết các tôn giáo để theo một tôn giáo của cha là càng khôn nhất thống giáo sao? Rồi nhập năm chi đạo lại thành một là thiên địa quy nguyên đạo sao? Các con làm rồi. Hỏng, hỏng cả. Làm như thế thì trăm lần cũng hỏng mà ngàn lần cũng hư. Các con ơi, vì các con quá ngu khờ nên các con lâu nay không biết rằng các con nằm trong đạo của cha, đang tu học theo từng cấp đạo, theo đà tiến hóa của cha, do các vị giáo chủ, tức là phân thân điển quang của cha xuống thế vào các thời kỳ khác nhau, ở những địa phương khác nhau, mở dạy các cấp đạo khác nhau cho phù hợp với trình độ tiến hóa của các tiểu hồn, đặng mà tu học, tu hành, đặng mà trở về với ngài. Cho nên giờ đây cách quy hiệp của cha là không quy hiệp gì cả, vẫn giữ y như cũ. Có lẽ các con quá sửng sốt khi nghe Thượng Đế tuyên bố một câu quá mâu thuẫn, quá vô lý. Quy hiệp mà không quy hiệp thì làm sao đưa các tôn giáo, các chi phái về một mối được? Điều này cha sẽ giảng rõ cho các con hiểu bằng hình tượng của thế giới hữu vi. Các con hãy hình dung cách thức tổ chức giáo dục tại trần gian của các con theo thứ tự từ cấp 1, 2, 3 cho đến đại học, cao học rồi đến tiến sĩ, thạc sĩ. Đầu tiên con tập sự học hành ở lớp mẫu giáo lên lớp 1, cấp 2, cấp 3 lên đến đại học. Khi đã đến học vị này rồi, cho rằng các cấp dưới không còn cần nữa rồi dẹp bỏ đi hay sao? Sự gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên các con cũng phải hiểu được rằng làm như thế thì nền giáo dục phải sụp đổ. Các trường không còn mở cửa, các em con sanh sao ngu dốt hết hay sao? Nền văn minh sẽ đi thụt lùi à? Vì trí thức không còn tiếp truyền từ đời này sang đời sau. Chính vì vậy mà các con thấy sự cần thiết của lớp 1 cũng chẳng kém sự cần thiết của lớp tiến sĩ vậy. Thế nên cha mới tuyên bố được rằng quy hiệp mà không quy hiệp là như vậy. Nếu bỏ một cấp đạo nào, một tôn giáo nào, một giáo phái nào đều không thể được mà phải vẫn giữ y như cũ. Nếu bỏ một cấp đạo nào như nhân đạo chẳng hạn thì dòng tiến hóa bị cắt đứt, càng khôn sẽ sụp đổ tan tành. Chúng con thấy nhân đạo quá thấp, không phù hợp với chúng con nữa, bỏ đi dạy cho các con cấp đạo cao hơn thì các tiểu hồn em con xuống sao nó lấy chi để học, để nếm, để chứng nghiệm những gì mà các con đã nghe, đã thấy, đã biết để làm căn bản cho các con tiến lên cấp đạo cao hơn. Sao các con lại qua cầu rút thang để ngăn cản sự tiến hóa của đàn em các con đi sao hay sao? Nên cha tuyên bố quy hiệp mà không quy hiệp là như thế. Và lời tuyên bố sáng suốt nhất là để cho các tôn giáo hoạt động y như cũ, đó là các cấp đạo được mở ở trần gian từ trước tới nay, để các tiểu hồn tự chọn lấy cấp đạo mà tu hành, rồi từ đó tiến lên cấp đạo cao hơn để đạt đến toàn giác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, đặng trở về hiệp nhất với ngài, tức là chân lý tối thượng, nguyên minh chánh giáo vậy. Giờ đây các con đã hiểu cơ quy hiệp rồi, thời các con phải siêng năng tinh tấn, công phu luyện đạo, phát triển bi trí dũng, tức bác ái, minh triết, ý chí, vừa tự tu tự tiến để tấn hóa, đồng thời dìu dắt đồng đạo vào, cùng nhau tu học cho kịp kỳ, chứ đã trễ quá rồi, nghe các con. Sau đây là một số pháp lý tu tiến, để đáp ứng với mọi trình độ và mọi căn cơ và hoàn cảnh, cha tạm liệt kê ra đây một số pháp lý để dẫn giải các con có đủ bài học và tự chọn kiểu xe, kiểu bè nào thích hợp để nương theo đó mà vượt qua bể ngạn. Thứ nhất là nhất tâm quán pháp. Đây là một pháp môn trực chỉ thiền đã được Thích Ca truyền cho Ma Ca Diếp, cha đã giảng ở đoạn trước, rồi Ca Diếp truyền cho A Nan, rồi tổ tương truyền cho đến Đạt Ma. Sau Đạt Ma quy Trung Thổ, Trung Quốc ngày nay, phú truyền cho Huệ Khả,
rồi lần lượt truyền nhau từ Tăng Sáng qua Đạo Tín, rồi đến Hoàng Nhẫn, sau cùng là Lục Tổ Huệ Năng thì phát triển rực rỡ. Pháp môn này chẳng cần giữ giới, tinh tấn thiền định, trí tuệ, mà chỉ cần đốn ngộ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Muốn đắc đạo vô thượng theo pháp môn này, các con phải luôn luôn cột chặt tâm trí, đừng để buông lung theo ngoại cảnh, quán xét các pháp từ đâu đến rồi đi về đâu. Nói chung là quán tưởng các công án, tức là các câu hỏi do tổ hoặc Phật đặt ra, như sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, ta là ai. Sau 49 năm thuyết giảng độ kinh, thuyết giảng cả thiên kinh vạn quyển, mà khi nhập Niết Bàn, Thích Ca lại tuyên bố rằng ta vốn không nói một lời. Thế thì kinh sách lưu truyền ngày nay do ai thuyết giảng, vân vân. Khi tập trung trí tuệ đem hết sức bình sanh ra, ngày đêm nghĩ quán cho vỡ lẽ một công án, tức thì các công án khác đều bừng sáng lên, đem con ngộ nhập vào Phật tri kiến, đắc quả giải thoát. Pháp này nguy hiểm, khó dùng, chỉ các con nào căn cơ cao, tu nhiều kiếp, đã từng mở hạnh Bồ Tát, cứu khổ nhiều cho chúng sanh, tu hành, thời mới có đủ sức dùng pháp này. Các con độn căn, trí thấp, đức kém, dùng pháp này để đi đến chỗ bị sai lạc, đi đến cường thiền, làm hư hoại bản thể. Thứ hai là nhị tinh tấn, tức là tinh tấn chuyên năng phát triển cả hai mặt, là nghiên cứu tu học và thực hiện tình thương. Nghiên cứu tu học để mở huệ. Khi trí huệ mở cao, thông suốt đạo lý, thấu hiểu sự đau khổ của chúng sanh trôi lăn trong vòng sanh lão bệnh tử, dù chưa đắc đạo nhưng mở hạnh Bồ Tát, dông ruổi ta bà thuyết giảng đạo lý, hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thức tỉnh vào đạo tu hành, để rồi bồi bổ phần âm đức, tức thực hiện tình thương không biết chán vậy. Phát triển tình thương vô cùng tận, thương hết chúng sanh trong ba cõi, nguyện nát lòng vì đạo, cho chúng được an vui, thoát khổ. Pháp môn này là phước huệ song tu, rất cần thiết cho các con tiến hóa cao trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này, để rèn luyện ý chí cứu khổ cho quần sanh, đặng bồi dưỡng thêm phần âm đức cho các con. Thứ ba là tam học. Đây là pháp môn giới định huệ. Bên cấp Phật giúp cho các con tự tu tự tiến, các con nên tham cứu với các bạn đạo bên Phật giáo thời rõ hơn. Thứ tư là tứ thanh liêm, tức là bốn điều trong sạch. Niệm thanh liêm là ghi nhớ trong sạch. Tưởng thanh liêm là nghĩ ngợi cho trong sạch. Dục thanh liêm là ham muốn những điều cho trong sạch. Vọng thanh liêm là ước mơ những điều cho trong sạch. Điều trong sạch là những điều giúp các con tiến hóa nhẹ nhàng, sáng suốt. Nó trái với những điều dơ bẩn, nó trì kéo con vào tội lỗi xấu xa. Thứ năm, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ diệu đề. Điều này có ở bên cấp Phật, cha không giảng ra đây, các con hãy làm quen bên đạo Phật để nghiên cứu tu học. Các pháp này chỉ trợ duyên cho các con tu hành mà thôi. Thứ năm, ngũ chánh trực, ngũ căn, ngũ luật, ngũ giới. Ngũ chánh trực là năm điều ngay thẳng, là nghe cho đúng, thấy cho đúng, biết cho đúng, nói và làm cho đúng. Ngũ căn, ngũ giới, ngũ luật có bên đạo Phật, các pháp môn này chỉ trợ duyên cho các con. Thứ bảy, lục đạo hấp dẫn, lục đạo giải thoát và lục độ. A lớn, lục đạo hấp dẫn. Vô minh, ngoại vật chi phối, ý thức tự quyết, thọ lãnh thân mạng, tiếp nhận danh sách, định hướng hoạt động. Bởi vì vô minh không sáng suốt nên các con mới bị ngoại cảnh chi phối hấp dẫn. Bởi ngoại vật chi phối hấp dẫn nên con mới khởi sinh ý thức tự quyết hấp dẫn, lôi kéo các con đầu thai linh hồn vào các thân mạng hấp dẫn. Khi thọ lãnh thân mạng rồi, tức các con sẽ tiếp nhận danh là các pháp tư tưởng, và sắc là các pháp vật thể hấp dẫn. Danh và sắc hấp dẫn các con, khiến các con chọn mục tiêu hoạt động cho lý tưởng, tức nhu cầu mà các con đặt ra tạo thành định hướng hoạt động. B. Lục đạo giải thoát là Phật tánh thể hiện, ngoại vật tự diệt, ý thức tự hủy, vô thọ lãnh xứ, danh sắc tự tánh, tự tán,
vô định hướng xứ. Qua quá trình luân hồi trong bể sanh tử giúp cho các con nếm, chứng nghiệm biết bao cảnh khổ vui của kiếp người ngắn ngủi, chóng tàn, như bèo mây giả hợp, bọt nước lòe tan trong dòng sông giả tạm, khiến các con thức tỉnh, có ý thức vươn lên, nghiên cứu tu học để đạt đến chỗ cao siêu giải thoát, tức là chứng ngộ được Phật tánh siêu việt, không sinh, không diệt, chẳng đến, chẳng đi, ung dung tự tại, vô ngại, vô sợ. Khi Phật tánh trong bản thể con bừng tỉnh lên, tức chân lý thị hiện, thì ngoại vật không còn chi phối con được nữa, giống như bị hủy diệt đi vậy. Ngoại vật bị diệt trong tâm thức con, thời trí thức bị hủy theo, không còn quyết định đầu thai để thọ lãnh thân mạng. Khi không còn thân mạng thì con an trụ vào cõi vô thọ lãnh xứ, tức cảnh giới niết bàn, là ra khỏi mê lầm, mê chấp, chẳng tiếp nhận mà chẳng phủ nhận, không lấy mà cũng không bỏ, nên danh sắc chẳng làm ô nhiễm được con, giống như bị tiêu tan đi vậy. Đấy, đến đây con nào vào cảnh chẳng động, chẳng loạn, vô thiền, vô định, vô trí diệt, vô sắc, vô minh diệt, vô minh tận, tức là cõi của mười phương chư Phật thường ngữ, hay còn gọi là vô định hướng xứ vậy. Vô định hướng xứ khác với không định hướng xứ là chẳng phải là không có định hướng gì cả, đó là ngoan không vô ký, nguy hiểm vô cùng. Tuy chia ra nhiều lục đạo giải thoát, nhưng khi con ngộ được tự tánh rồi thì năm cái sao xuất hiện cùng một lượt. Đây là pháp môn giúp các con thấy được nhân duyên luân hồi sanh tử, lục đạo hấp dẫn, và đổi lại là nhân duyên giải thoát, lục đạo giải thoát. Nhờ đó mà các con bỏ nhân duyên sanh tử mà chọn nhân duyên giải thoát, nghiên cứu tu học cho đến kết quả cuối cùng là chứng ngộ được chân lý, tức là thấy được tự tánh hay Phật tánh thể hiện vậy. C. Lục độ, tức là sáu cách để tự độ và tha độ. Lục độ tự độ còn gọi là pháp môn lục tự di đà, hay là tu tịnh độ, tức tịnh lục căn để độ lục trần. Bằng cách niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thu nhiếp lục căn để khỏi nhiễm trần, tịnh sáu căn để ngăn sáu giặc, lau chùi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cho trong sạch, để khỏi nhiễm bởi ô nhiễm dơ bẩn của sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy là về mặt hữu vi. Còn về mặt vô vi, khi niệm lục tự di đà là để khai thông sáu luân xa trong bản thể của các con. Sáu luân xa này được khai thông thì sáu căn được thanh tịnh sáng suốt, giúp con rời quế độ tiếp dẫn sang tịnh độ, tức cõi thanh tịnh an lạc sáng suốt, cho đến một lúc nào đó tâm linh con bừng sáng, thể nhập được vào Phật tri kiến, tức là con thật sự vãng sanh vào cõi Tây phương tịnh độ, còn gọi là quốc độ cực lạc của A Di Đà, hay nói đúng hơn là trí con đã thâu nhập được vào thể trí của càn khôn vũ trụ vậy. Nhân cơ hội nói về tịnh độ, cha nhớ lại cho các con theo pháp môn này nhớ rằng, tu mà còn vọng cầu vọng tưởng đến trần gian, thời đừng mong Phật hay Bồ Tát đến rước con về đâu nghe. Vì còn vọng cầu vọng tưởng thì lỡ ma vương ba tuần nó thị hiện thần thông biến hóa A Di Đà, Quan Thế Âm, Bồ Tát, Đại Thế Chí đến rước con về cùng ma nó đó, thời làm sao các con nhận biết được. Tuy nhiên cha nói là nói vậy, chứ các con thật tâm tu hành tịnh độ rồi, dù cho chúng nó có đến kéo đến hết cả dòng họ nhà ma của chúng cũng không làm hại con được đâu. Vì lúc đó điển quang của con trong sáu luân xa trong bản thể con thật sáng mạnh, đẩy văng chúng ra xa, không cho chúng đến gần con được. Còn con nào giả tu tịnh độ, mượn đạo tạo đời, sáu luân xa không phát ra thanh điển được, mà còn bị điển đè nặng, thời lũ ma nó đến gần con trì kéo con vào tội lỗi xấu xa, theo ý của nó, cho con trả rồi cái nghiệp quả, mượn đạo tạo đời, giả tu, giả chứng vậy. Lục độ tha độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Pháp môn này có bên cấp Phật, con nào tiến hóa cao, muốn mở hạnh Bồ Tát thì phải tìm đọc, nghiên cứu thêm để phát triển bi trí dũng, đặng cứu khổ ban vui cho quần sanh. 8. Thất giác chi, đây là pháp môn trợ duyên thôi, các con hãy tìm đọc bên sách Phật Đạo để mà tu học. 9.
bát chánh đạo là 8 con đường chánh dẫn con ra khỏi tà đạo. Chánh kiến là thấy cho đúng sự thật. Chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng đắn. Chánh nghiệp là làm việc cho chân chánh. Chánh mạng là sống cho chân chánh. Chánh tinh tấn là tiến một cách cho chân chánh. Chánh định là thiền định theo chánh pháp. Chánh niệm là nhớ những điều chân chánh. Chánh ngữ nói những lời nghe thật. Đây là về mặt hữu vi bên ngoài. Cha cũng ban rải hồng ân cho các con tiến hóa cao, phổ truyền cho quần sanh pháp môn vô vi huyền nhiệm này, cần thiết và cấp bách trong giai đoạn này. Đó là pháp môn mật niệm bát chánh để khai thông và phát triển bát thức cho chân chánh. Trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, các con nên ngồi xếp bằng để niệm lục tự Di Đà, phối hợp với sự tập trung tâm trí ý vào 8 luân xa trong bản thể như sau. Luân xa nơi chót mũi để khai thông, để khai mở tỷ thức cho chân chánh. Luân xa nơi hai hàng chân mày để khai mở nhãn thức cho chân chánh. Luân xa nơi đỉnh trán để khai mở ý thức cho chân chánh. Luân xa nơi sói ấp tức đỉnh đầu khai mở trí thức cho chân chánh. Luân xa nơi ngọc chẩm giữa ót và sọ khai mở nhĩ thức cho chân chánh. Luân xa nơi ót để khai mở thiệt thức cho chân chánh. Luân xa nơi tim để khai mở tâm thức cho chân chánh. Và luân xa nơi rúng để khai mở thân thức cho chân chánh. 8 luân xa trong bản thể là trung tâm lực điều khiển sự hoạt động của ngũ quan và tâm trí trong tiểu hồn của các con, còn gọi là bát thức. Liên hệ mật thiết với bát chánh đạo là phần hữu vi bên ngoài. Tâm thức chân chánh tức là chánh định, trí thức chân chánh tức là chánh tư duy, ý thức chân chánh tức là chánh niệm, nhãn thức chân chánh tức là chánh kiến, nhĩ thức chân chánh tức là chánh nghiệp, tỷ thức chân chánh tức là chánh tinh tấn, thiệt thức chân chánh tức là chánh ngữ, thân thức chân chánh tức là chánh mạng, tâm thức, trí thức, ý thức còn gọi là tâm trí, lý trí, ý chí, mà xưa kia Thích Ca nó đặt là A Lại Gia thức, Mạt Ma thức, hai tư lượng thức, truyền thông thức. Đó là phần hạ trí, trung trí, thượng trí trong tiểu hồn của các con, tương đương với hạ thiên, trung thiên, thượng thiên, hay còn gọi là hạ giới, trung giới, thượng giới của càn khôn bên ngoài các con. Mà xưa kia Thích Ca nó gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi hạ thiên, còn gọi là hạ giới, tức là trần gian các con đang ở đây, là cõi hoạt động của chúng sanh còn sát thân và tính tham. Sắc giới hay cõi trung thiên còn gọi là trung giới, tức là cõi mà những linh hồn tiến hóa thấp sau khi bỏ xác về cõi này. Đây là cõi hoạt động của chúng sanh không còn sát thân nhưng còn tánh tham. Vô sắc giới hay cõi thượng thiên còn gọi là thượng giới, tức là bồng lai tiên cảnh. Đây là cõi hoạt động của chúng sanh tiến hóa cao, không còn sát thân và tính tham nhưng còn ý thức giới. Đây là ba cõi nhẹ. Còn ba cõi nặng là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Các cõi này là trạm tiến hóa và rất cần thiết, bình đẳng như nhau để vô số tiểu hồn các con lặn ngục, nếm, chứng nghiệm mà học hỏi đủ mọi trạng thái, mọi khía cạnh, khổ vui, chánh tà, thiện, ác, đúng, sai, trượt, thanh, đẹp, xấu, vân vân. Đặng sau khi giác ngộ hoàn toàn, trở về hiệp nhất với cha là một đấng toàn năng toàn giác, rồi sử dụng cái toàn năng toàn giác ấy để phụng sự đời đời cho cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ, để hằng hữu đời đời, vô cùng, vô tận, vô thủy, vô chung. Cha nhắc lại các pháp môn mật niệm bát chánh rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn mạt hạ này, vì đây là pháp môn thâu nhiếp hết các pháp, bao trùm luôn cả pháp môn niệm lục tự Di Đà. Vì niệm lục tự Di Đà để tịnh lục căn, độ lục trần. Còn mật niệm bát chánh là để khai thông ngũ quan, vừa phát triển tâm thức. Pháp môn này chẳng những thanh lọc bản thể mà còn khai tâm, mở trí, luyện ý cho tiểu hồn con càng ngày càng hiền từ, tin tưởng hơn vào giáo pháp của cha và của các vị giáo chủ. Tuy là pháp môn màu nhiệm, nhưng song song với việc mật niệm bát chánh, các con nên thiền định và ngăn ngừa sự đắm nhiễm ngũ quan vào ngũ dục. Đồng thời phải ngăn ngừa sự nổi dậy của tam độc
là tham sân si làm rối loạn, lu mờ tâm thức của các con. Vì vậy, bằng cách lúc nào tam độc nổi lên, ngũ dục nổi dậy, con tập trung mật niệm bát chánh, tức đem hết tâm trí ý niệm lục tự di đà vào tám luân xa từ chóp mũi đến rúng. Mỗi luân xa niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu một vòng mà chưa đè nén nổi thì tiếp lần thứ hai, nhưng đổi lại là Amitabha. Nam Mô Amitabha, cho mau quá giải. Vì âm ba câu phản ngữ này gần bằng chấn động điển của âm ba càn khôn vũ trụ. Nếu chưa hết thì phải niệm cho đến chừng nào hết mới thôi nghe con. Thứ 10 là cửu quán tưởng, tức là cửu tưởng thiền định. Từ sơ thiền đến cửu thiền, tức là lớp thiền thứ 9 gọi là triệt tâm định. Sơ thiền quán xúc chẳng có tự thể, chỉ là nhân duyên giả hợp. Nhị thiền quán vị chẳng có tự thể, chỉ là nhân duyên giả hợp. Tam thiền quán hương chẳng có tự thể, chỉ là nhân duyên giả hợp. Tứ thiền quán thanh chẳng có tự thể, chỉ là nhân duyên giả hợp. Ngũ thiền là quán sắc. Lục thiền là quán pháp, là niệm. Thất thiền là quán tưởng, là tư duy. Bát thiền quán định. Cửu thiền là quán diệt thọ quán, tức diệt tâm định. Vì đã nhập vào cái định vô thiền, thấy được khuôn mặt thật của thiền, lúc bấy giờ toàn thân chấn động. Vì các con chứng ngộ được cái mà các vị đắc đạo gọi là vô tự chân kinh, vô ngôn chân thuyết và vô duyên chân tâm, tức là quyển kinh không chữ, bài giảng không lời, diệu tâm vô tướng, thật tâm chân chánh, không còn duyên theo ngoại cảnh. Đây là cảnh giới niết bàn, diệu tâm thiên đàng, giải thoát mà phàm phu không thể nghĩ bàn. Giờ đây con mới hiểu được chính cảnh giới của thiền được diễn tả trong kinh Bên Cấp Phật. Sơ thiền là nội hữu sắc tướng, quán ngoại sắc. Nhị thiền là nội vô sắc tướng, quán ngoại sắc. Tam thiền là nội ngoại vô tướng, quán tự sắc. Tứ thiền là tịnh bội xả thân tác chúng. Ngũ thiền là không vô biển xứ. Lục thiền là thức vô biển xứ. Thất thiền là vô sở hữu xứ. Bát thiền là phi hữu tướng, phi vô tưởng xứ, còn gọi là phi phi tưởng. Cửu thiền là diệt thọ tưởng. Pháp môn này muốn dễ hiểu, các con dựa vào nhân duyên pháp rọi vào để suy luận sẽ rõ ngay. Xúc là chẳng có tự thể vì do thân, là công năng tạo tác. Va chạm vật là công năng hỗ trợ tạo thành xúc. Vị chẳng có tự thể vì do lưỡi, là công năng tạo tác. Nếm vật là công năng hỗ trợ sinh ra vị. Hương chẳng có tự thể vì do mũi, là nhân. Ngửi vào vật là duyên sinh ra hương. Thanh chẳng có tự thể vì do tai, là nhân. Nghe âm thanh là duyên sinh ra thanh. Sắc chẳng có tự thể vì do mắt nhận biết vật, là duyên sinh ra sắc. Pháp chẳng có tự thể vì do ý, là nhân nhận biết sự vật, là duyên tạo ra pháp. Tưởng chẳng có tự thể vì do trí, là nhân hiểu ra vật, là duyên tạo ra tưởng. Định chẳng có tự thể vì do tâm, là nhân chứa đựng ngoại vật, là duyên tạo ra định. Kế đến là thập thiện: thân không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo nói thêm bớt, nói hai lời thóa mã. Pháp môn này giống như 10 điều răn bên Thiên Chúa. Đây là pháp môn trợ duyên. Muốn mau tiến hóa đến cấp giải thoát, các con phải tu theo pháp môn thập ác mà cha giảng ra đây. Đây, cha giảng cho các con nghe pháp môn thập ác. Thứ nhất là các con phải sát sanh. Bởi vì tánh sát sanh là tánh không thể thiếu được của con cũng như của Thượng Đế. Vì Thượng Đế cho con xuống thế là để học sát sanh và phát triển tánh này vô cùng tận để trở về hiệp nhất với Ngài. Mọi điều ngăn cấm sát sanh của các vị giáo chủ là phản lại luật tiến hóa, làm cản trở con đường đi lên của vũ trụ, làm cho guồng máy âm dương không vận hành được, các tiểu hồn không tiến lên được, tức là bị dừng lại, thoái hóa và đưa đến hiểm họa hủy diệt, hủy diệt. Muốn cho càn khôn vận hành, âm dương vận chuyển, luật tiến hóa được thể hiện thì không ai có quyền cấm sát sanh, kể cả cha luôn con. Chẳng những cha không cấm các con sát sanh mà phải học sát sanh và phát triển nó vô cùng tận. Ở loài kim thạch có tính sát sanh của loài kim thạch, ở loài thảo mộc có tính sát sanh của loài thảo mộc,
loài cầm thú điểu ngư có tính sát sanh của loài cầm thú điểu ngư. Ở loài người có tính sát sanh theo kiểu loài người. Thánh tiên Phật có tính sát sanh của thánh tiên Phật. Và cuối cùng, Thượng Đế có tính sát sanh của Thượng Đế. Vì thời gian cấp bách, cha không thể giảng hết được tính sát sanh các loại và chỉ giảng từ tính vật sát đến Thượng Đế sát cho các con hiểu, mà lo tu hành đặng phát triển tánh sát sanh cho đến vô cùng tận, đừng để chúng dậm chân và tiến hóa làm ngăn trở con đường về hiệp nhất với chân lý của các con. Loài vật có tánh sát sanh của nó như loài thủy tộc trong lòng đại dương ăn thịt lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, cá mẹ ăn thịt cá con, chúng giết hại lẫn nhau không chút thương tiếc, dù là cha mẹ anh em lẫn nhau. Đến loài thú rừng thì đỡ hơn chút ít, mặc dù chúng không giết hại con chúng, nhưng vì nhu cầu cuộc sống, chúng lại ăn thịt những con thú khác, giết hại lẫn nhau, chẳng chút ăn năn hối hận. Rồi đến loài gia súc, tức thú cầm, con người nuôi trong nhà, thời chó bắt gà con, mèo giết chuột, gà vịt ăn côn trùng. Như vậy là loài thú cầm, ngư điểu giết nhau là vì bản năng, nhu cầu, phải không các con? Qua đến loài người thì ý thức phát triển cao, có tình thương và có đạo lý hơn loài thú. Do đó mà tính chất sát sanh ở loài người tương đối trật tự chứ không dữ dội, hỗn loạn như loài thú. Loài người không chỉ biết thương yêu đồng loại mà còn thương yêu loài vật. Biết thương tiếc khi đạp chết con gà con tí xíu, cảm thấy xót xa đau khổ khi giết lầm đồng loại. Tuy tánh sát sanh ở loài người có phát triển cao hơn ở loài thú, trật tự hơn, có đạo lý hơn, nhưng khi quyền lợi bị va chạm, người thân bị giết chết, thì loài người không nhẫn nhục nổi, nảy sinh tư tưởng trả thù, sát hại lẫn nhau giữa người và người. Tánh sát sanh có thể lan rộng từ quyền lợi cá nhân sang quyền lợi xã hội, gây ra chém giết hàng vạn triệu sinh linh. Thế rồi cũng có một số lớn nhân loại không muốn dừng chân trong loài người, sợ làm ác, gặp ác, sợ quả báo luân hồi, sợ bị đẩy lùi vào vòng càn khôn liên miên bất tận. Nó có ý thức vươn lên, tìm đạo tu học, không còn ham thích cảnh chém giết máu lệ ở trần gian nữa, tức là nó đã dấn thân vào tánh sát sanh của tiên, thánh, Phật vậy. Giờ đây không còn muốn sát sanh ở ngoài nữa, mà quay vào bản thể, giết lẫn chúng sanh trong bản thể nó, đã lôi có kéo nó vào nghiệp sát ở bên ngoài. Chính cái tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục gọi là thất tình, lục dục, tam độc, thất ác, chính là những con thú tàn ác nhất trong tâm linh. Chính chúng con đã lôi kéo và quay ra tàn sát chúng sanh ở bên ngoài. Các con ơi, cha cho các con tha hồ mà giết nó, giết cho sạch chúng sanh trong bản thể con đi. Nếu chúng còn con lơ là không giết chúng, thì chúng nó sẽ giết con. Thì con không thể nuôi lớn tánh phóng sanh, tức là tánh sát sanh của hàng tiên Phật. Vậy, ở hàng tiên Phật, tánh sát sanh đã thăng hoa phát triển thành tánh phóng sanh. Một cái hoa mới hé nụ lần đầu xuân, một chiếc lá non mới mở vào buổi sáng, một con kiến bé tí xíu cho đến loài thú dữ lẫn thú hiền cũng không làm mái động tâm sát của Ngài. Các vị đó không muốn hái một cái hoa, rứt một chiếc lá, giết một con kiến, bắt một con thú, vì Ngài biết rằng đó là những tiểu hồn sanh sau Ngài, xuống thế chậm hơn Ngài, cũng có khả năng tu học tiến hóa như Ngài, và sau này cũng về hợp nhất với chân lý tối thượng. Về đến ngôi cha, các con sẽ được hưởng những cảm giác, những trạng thái sung sướng vô cùng tận bằng các cuộc tàn sát ghê gớm. Tánh sát sanh của cha vĩ đại vô cùng. Cha vừa giết loài kim thạch, loài thảo mộc, loài cầm thú, loài người, tiên, thánh, Phật và luôn cả cha nữa. Các con rất ngạc nhiên về điều cha vừa nói, nhưng đó là sự thật. Thượng Đế giết luôn cả Thượng Đế, nếu không thì Thượng Đế không hằng hữu đời đời. Chỗ này quá cao siêu, khi nào con về đến ngôi cha các con sẽ hiểu. Các con đâu có biết rằng nếu Thượng Đế ngưng sát sanh một tích tắc đồng hồ thì vũ trụ càn khôn sẽ tan rã ngay. Các con hãy hình dung, nếu cha không giết loài kim thạch thì sự gì sẽ xảy ra? Nếu kim thạch không tự hủy bằng cách cho chúng phá bức lẫn nhau, các hạt tử trong chúng không tương tác lẫn nhau để chúng sống hoài, chẳng hoạt động, thì làm sao
có các phản ứng nhiệt hạch tâm trong các vì sao hành hình. Mặt trời không phát sáng thì các phản ứng hóa học tổng hợp chất vô cơ có được không hỡi con? Từ đó phát sanh thành các thể sống như axit amin, protein, glycid để tạo thành các tế bào mỡ đầu tiên cho thế giới sinh vật, phát triển dần từ đơn bào cho đến đa bào, từ tự dưỡng cho đến dị dưỡng, từ cây không gỗ đến cây có gỗ, từ động vật không xương đến động vật có xương sống, từ loài thú đến loài người. Sự sống nếu không có được thì càng khôn không hình thành được, thì đây là sự hủy diệt vậy. Thế nên muốn thoát khỏi sự hủy diệt này, Ngài phải sát sanh đời đời, sát sanh vô cùng tận, sát sanh trong minh triết vô lượng, để các con Ngài có bài học mà học hỏi, mà nếm chứng nghiệm mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi sự kiện trong lúc nó đang sát sanh, để rốt cùng chứng ngộ hoàn toàn hiệp nhất với Thượng Đế là đấng toàn năng, toàn giác. Nó biết sử dụng cái sát sanh trong minh triết vô lượng phụng sự cho càn khôn tiến hóa đời đời để được hằng hữu đời đời. Thứ đến là các con phải biết ăn cắp. Cũng như tánh sát sanh, ăn cắp là bản chất không thể thiếu trong con cũng như của Thượng Đế. Sau khi tách rời khỏi đại hồn cha, tiểu hồn con xuống thế là để học và học cho được tính ăn cắp và phát triển cho nó vô cùng tận. Mới đầu các con ăn cắp theo kiểu trượt, rồi tiến lên ăn cắp theo kiểu thanh. Ăn cắp theo kiểu trượt là ăn cắp của cải của trần gian bằng các mánh khóe lường gạt, buôn bán gian lận, đầu cơ tích trữ, móc ngoặc, đào tường, khoét vách. Nói chung, những kiểu ăn cắp này làm cho con nặng nề, tối tăm, bởi trượt điện bao phủ, đè nặng, làm trì trệ con đường tiến hóa của các con. Giờ đây các con muốn tiến hóa, các con phải bỏ kiểu ăn cắp trượt đi, tiến sang kiểu ăn cắp thanh, ăn cắp cao hơn, có ích lợi hơn cho các con. Các con nên ăn cắp của cải của cha. Chẳng những không bị tù đày mà còn mạnh khỏe cả tinh thần lẫn thể xác. Đó là con biết tinh tấn siêng năng, công phu luyện đạo, thâu rút khí âm dương trời đất vào thanh lọc bản thể bằng pháp luân thường chuyển, pháp luân thường định, thiền định. Các con có lẽ ngạc nhiên lắm khi cha nói công phu luyện đạo là ăn cắp, nhưng cha biết nói sao hơn khi nói lên điều này. Quay ra ngoài bản thể lấy trộm của chúng sanh là ăn cắp theo kiểu trượt trật. Trở quay vào trong bản thể lấy trộm khí tiên thiên của cha để thanh lọc bản thể, công phu luyện đạo bằng pháp luân thường chuyển chính là ăn cắp kiểu thanh vậy, và chính là ăn cắp kiểu tiên thánh Phật vậy. Như vậy, tính ăn cắp chẳng có gì là xấu xa, nếu biết học hỏi và phát triển thì nó rất bổ ích cho các con. Khi các con hiểu rồi, cha khuyên các con nên phát triển lên vô cùng tận, đừng tập tành ăn cắp của thế gian nữa, mà ăn cắp thứ cao quý hơn, vĩ đại hơn, và cuối cùng làm sao các con ăn cắp được chân lý tối thượng của Thượng Đế để Ngài nhường ngôi Thượng Đế lại cho các con. Thứ ba là phải tà dâm. Tương tự như tánh sát sanh, tánh ăn cắp, các con còn phải có cái tánh tà dâm, phải phát triển và thăng hoa nó lên. Ở thế gian, các con không nên lấy vợ người làm vợ mình, không nên mèo mỡ gà đồng, trai gái lục dục thất tình, mà phải đi dần đến chỗ cắt đứt dục trần để tiến sang dục thanh cao hơn, quý hơn, giúp con khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây không tà dâm hãm hiếp ở ngoài nữa, mà con quay vào trong bản thể của các con. Các con hãy tà dâm vía của các con đi, vì đây là người vợ đích thực của các con đó, yêu thương nó để đạt đến âm dương hòa điệu bằng công phu thiền định. Và con phải ôm chặt lấy nó luôn luôn, đừng để nó theo bọn lục căn lục trần, thất tình lục dục lôi kéo nó vào chỗ nặng nề ngu tối, làm trì trệ sự tu tiến của linh hồn con. Cha tạm dừng ở đây. Chưa lại bảy điều ác kia là vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si, để các con tự nghiên cứu và học hỏi. Bởi vì nhiệm vụ của các tiểu hồn xuống thế là phải nghiên cứu tu học đời đời để tiến hóa đời đời, hầu trở về hiệp nhất với Thượng Đế, làm một đất hằng hữu đời đời để hỗ trợ cho càn khôn tiến hóa đời đời. Các con tìm đọc trong các sách đạo Tôi Tầm Đạo 7. Số 13, thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc,
danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, lão duyên tử. Đây là pháp môn nói về nhân duyên luân hồi sanh tử, giống như lục đạo hấp dẫn, giúp các con nhận rõ căn nguyên sinh tử, đặng tìm phương pháp tu hành giải thoát. Pháp môn này có bên các cấp Phật, có giảng kỹ, các con nên tìm đọc để mà tu tiến. Cha vừa kể ra đây các pháp môn tu tiến từ nhất tâm quán pháp đến thập nhị nhân duyên, trong vô lượng pháp môn của càn khôn vũ trụ được Thượng Đế cho truyền giảng trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này, để giúp các con của Ngài có đủ kiểu xe, kiểu bè, hầu chọn một pháp môn để tu học, tu hành, để trở về cùng Ngài hợp nhất với Thượng Đế, theo những thang tiến hóa như sau. Đấng vô vô thượng thượng, Thượng Đế Nguyên Tôn, ngự ở cõi vô thủy vô chung, Niết Bàn thường trú. Đấng vô thượng Thượng Đế, còn gọi là vũ trụ Thượng Đế, ngự ở cõi vô thượng Niết Bàn. Đấng tối thượng Thượng Đế, còn gọi là Đại Thiên Hệ Thượng Đế, ngự ở cõi tối thượng Niết Bàn. Đấng thượng 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 Đế, còn gọi là Thiên Hệ Thượng Đế, ngự ở cõi thượng thượng Niết Bàn. Đấng trung thượng Thượng Đế, còn gọi là Thiên Hà Thượng Đế, ngự ở cõi trung thượng Niết Bàn. Đấng tiểu thượng Thượng Đế, còn gọi là Thái Dương Thượng Đế, hai phổ tịnh Đại Đế, ngự ở cõi tiểu thượng Niết Bàn. Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn gọi là Kim Thân Ngọc Đế, ngự ở cõi tối đại Niết Bàn. Từ cõi này trở lên chứa toàn là tiên thiên khí. Kim Cang Ngọc Đế, ngự ở cõi đại Niết Bàn, chứa thiên khí. Phật Bồ Tát, ngự ở cõi Niết Bàn, chứa âm dương khí. Đại Tiên Chân Tiên La Hán, trú ở cõi Bồ Đề, chứa thái thanh khí. Đại Linh Hồn Tiến Hóa Cao, trú ở cõi Thượng Thiên, chứa Thượng Thanh Khí. Linh Hồn Tiến Hóa Thấp, trú ở cõi Trung Thiên, chứa Thanh Khí. Loài Người, Thú Cầm, Thảo Mộc và Kim Thạch, trú ở cõi Hạ Thiên, tức là cõi Hồng Trần, chứa khí Hồng Trần. Các loài súc sanh, ngạ quỷ, các linh hồn nặng tội, trú ở cõi Địa Ngục, chứa khí Địa Ngục. Các con nên hiểu, các cõi này là những trạm tiến hóa của càn khôn vũ trụ, giúp cho các linh hồn học hỏi, nếm, chứng nghiệm tất cả mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi sự kiện để đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Những trạm này là cần thiết và bình đẳng như nhau. Các vị Thượng Đế cấp cao, từ Phổ Tịnh Đại Đế đến Đấng Vô Thượng Thượng Đế Nguyên Tôn, đều phải làm việc đời đời, đặng phụng sự cho cơ tiến hóa đời đời, để được hằng hữu đời đời. Các vị đó đều do cha phân thân điển quang ra để làm việc mà thôi. Chỗ này cao siêu, chỉ khi nào các con về đến ngôi cha, các con mới hiểu được. Khi về đến ngôi cha, Thượng Đế Nhãn đã mở, Thượng Đế Trí đã khai, các con sẽ gặp các vị Thượng Đế cấp cao. Đấng vô vô thượng thượng, Thượng Đế Nguyên Tôn, thân phân thân biến hóa cùng càn khôn vũ trụ, biến hóa vô cùng, thần thông vô lượng, chuyển pháp vô biên để cứu độ chúng sanh trong khắp cùng trong càn khôn vũ trụ, biến ra khối trượt lẫn khối thanh, biến ra các vị Thượng Đế cấp thấp, biến ra Phật Bồ Tát, tiên thánh cha, biến ra người đuôi mù què sức, biến ra thú cầm, biến ra thảo mộc, biến ra nguyên tử, biến ra hạt tử, biến ra nguyên hạt, biến ra ấn tinh ngọc, biến ra các thứ khí ở tầng giới cao, thanh khí, thượng thanh khí, thái thanh khí, âm dương khí, tiên thiên khí, biến ra cả sa tăng, ngạ quỷ, súc sanh ba tầng địa ngục. Đấng vô thượng Thượng Đế cai quản, đôn đốc, chăm sóc các tiểu hồn, lo tu học tiến hóa trong phạm vi vũ trụ của Ngài cai quản, và Ngài cũng biến hóa y như Đấng vô vô thượng 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 Đế Nguyên Tôn, nhưng chỉ biến trong phạm vi Ngài chịu trách nhiệm mà thôi. Đấng tối thượng Thượng Đế chịu trách nhiệm trong phạm vi đại thiên hệ. Đấng thượng 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 Đế chịu trách nhiệm trong phạm vi thiên hệ. Đấng trung thượng Thượng Đế chịu trách nhiệm trong phạm vi thiên hà. Đấng tiểu thượng Thượng Đế chịu trách nhiệm trong phạm vi thái dương hệ. Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế chịu trách nhiệm trong phạm vi các hành tinh. Các vị Thượng Đế tuy biến hóa đời đời, làm việc đời đời, khổ cực đời đời để phụng sự cho cơ tiến hóa đời đời của càn khôn vũ trụ, nhưng vẫn an nghỉ đời đời cực thanh
cực tịnh, cực an lạc, sung sướng vô cùng tận. Chỗ này cao siêu, khi về đến ngôi cha các con sẽ hiểu. Cha giảng về vô sở pháp. Vô hữu, hữu vô, tất cánh đồng. Sở y, y sở cũng tâm tông. Pháp chẳng bao giờ là pháp cả, lý mà vô lý, tức dung thông. Vô sở pháp là pháp chẳng thuộc về tự nhiên mà cũng chẳng thuộc về nhân duyên. Chẳng hạn vô minh pháp thuộc về vô sở. Nếu cho rằng vô minh thuộc về tự nhiên, mà tự nhiên là pháp chẳng sanh, chẳng mất, hằng hữu đời đời, thì vô minh có thông tri khắp cùng càn khôn vũ trụ, sẽ không có ai thành Phật giải thoát cả. Vì chúng sanh vĩnh viễn, ngu si ràng buộc, trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi vô ngần. Nếu cho rằng vô minh thuộc về nhân duyên, mà nhân duyên tạo ra bởi công năng tạo tác là nhân, và công năng hỗ trợ là duyên, thế thì cái nhân, tức là cái năng lực tạo ra cái vô minh, thời có phải cái tạo ra vô minh? Nếu thế, thì các con lại thắc mắc thêm mà thôi. Cái gì tạo ra cái ấy, để cái ấy tạo ra cái vô minh? Nếu đến thế, vô cùng cũng không thỏa mãn được. Nếu bảo Thượng Đế tạo ra cái vô minh lại càng vô lý thêm. Vì Thượng Đế tượng trưng cho chân lý tối thượng, giác ngộ hoàn toàn. Còn vô minh là tượng trưng cho ngu si đần độn, mê lầm, mê chấp. Đã giác ngộ hoàn toàn thì đâu còn mê lầm, mê chấp nữa mà tạo ra cái vô minh. Khi ra khỏi vô minh, con mới thực sự hiểu được trọn vẹn hơn. Chứ còn bây giờ trí phàm, che lấp, khó mà hiểu được chỗ này. Thế nên đặt vô minh vào nhân duyên pháp cũng không ổn, bởi vì nó chẳng do ai tạo ra, cũng chẳng phải tự nhiên mà có. Do đó, vô minh là nguyên nghiệp đồng nhất, nó đứng đầu trong thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, v.v. Và đứng trước tiên trong lục đạo hấp dẫn, vô minh nên ngoại vật chi phối, nên mới khởi sanh ý thức tự nguyện đầu thai. Nó là vô minh, là nghiệp cái, nghiệp mẹ, đẻ ra nghiệp con, nghiệp cháu là tham sân si, hỷ nộ ái ố dục. Gọi chung là thất tình lục dục, tam độc thất ác và hằng hà sa số nghiệp khác, trì kéo các con vào vòng luân hồi, quả báo, sinh lão bệnh tử, đau khổ vô ngần. Vô minh nên cứ mê lầm, mê chấp, chấp trược, rồi chấp thanh, chấp thiện, rồi chấp ác, chấp đúng, chấp sai, chấp đẹp, chấp xấu, chấp trường, chấp đoạn, chấp hữu, chấp vô, chấp duy tâm, chấp duy vật. Nhân bàn về duy vật, cha nhắc lại các con rõ, duy vật cũng là duy tâm thôi con. Bởi vì ngoài vật không tâm, ngoài tâm không vật. Vật tức tâm, tâm tức vật. Chỗ này cao siêu, các con về đến ngôi cha các con mới hiểu nổi. Cha chỉ giảng sơ cho các con có ý niệm mà thôi. Phải chăng các con tu hành là các con thực hiện các quy luật duy vật biện chứng pháp ở trong con? Này nhé, các quy luật ấy là luật mâu thuẫn, luật biến lượng thành chất, luật phủ định và quan trọng nhất là luật phủ định sạch trơn. Khi các con luân hồi trong vòng sanh tử, tử rồi sanh, sanh rồi tử để nhồi quả trả nghiệp, các con nếm chứng nghiệm hết thảy mọi cảnh sắc, mọi khía cạnh, mọi trạng thái, mọi cảm giác, thấm thía với những đau khổ của cảnh trượt trần, nảy sinh tư tưởng chán ngán, có ý thức vươn lên, tìm đạo tu học. Đó là bài học trượt con đã học thuộc, thuộc đến phát ớn xương sống, thuộc đến nỗi thấm thía vào tâm trí não, không lúc nào quên. Giờ đây con tiến sang bài học thanh, từ trượt sang thanh, phá hủy trượt, tạo dựng thanh. Đây không phải là con thể hiện quy luật mâu thuẫn hay sao? Bởi vì mâu thuẫn trì kéo giữa hai lực trượt và thanh, các con đã nếm chứng nghiệm cái nào đã trì kéo con vào nặng nề tối tâm đau khổ và cái nào đã đưa con đến chỗ nhẹ nhàng sáng suốt an lạc. Khi phân biệt được rồi, các con bỏ trượt tìm thanh. Sau thời gian công phu luyện đạo, nhất là hai pháp môn lục tự di đà và mật niệm bát chánh, giúp các con thanh lọc bản thể, khai mở sáu luân xa và phát triển tám thức, đi dần đến chỗ nhẹ nhàng, an lạc và sáng suốt. Từ chỗ nặng nề trọng trượt, biến đổi dần đến chỗ nhẹ nhàng, sáng suốt, an lạc, tức là từ trượt chất biến sang thanh chất. Đấy không phải là thể hiện quy luật biến lượng thành chất hay sao? Lúc chưa tu thì trượt nhiều thanh ít,
Khi bắt đầu tu thì bớt dần sự nhiễm trược, từ số lượng nhỏ đến số lượng lớn, rồi tiếp tục công phu công quả công trình cho nhiều, cho nhanh, mỗi ngày tăng thêm một ít, dần dần bản thể con càng nhẹ nhàng, sáng suốt và an lạc. Giờ đây con hoàn toàn làm chủ lấy con, dứt bỏ hẳn nghiệp lôi kéo, làm cho con đau khổ bao lâu nay. Đây không phải là con thể hiện quy luật phủ định hay sao? Rồi trên con đường tiến hóa, con đi đến chỗ hoàn toàn giải thoát ra khỏi vô minh, ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Con quán tưởng cho vỡ lẽ, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, ngộ được tự tánh vô sanh, tự thể vô tử, tức niết bàn tự tại thiên đàng, giải thoát. Không còn trôi lăn trong vòng luân hồi sanh lão bệnh tử nữa, đây không phải là thể hiện cái quy luật phủ định sạch trơn hay sao? Nhưng khi đã giải thoát rồi, con không nên yên nghỉ ở cõi niết bàn hay thiên đàng. Nó sẽ làm cho con không thể tiến hóa trên con đường về hiệp nhất với chân lý tối thượng, mà phải xuống thế trở lại để nhiễm trược, trở lại để cứu độ quần sanh, vượt qua luật phủ định sạch trơn của quy luật biện chứng, nặng chạy theo luật tiến hóa của cha. Xưa kia Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi ngộ đạo vô thượng, bồ đề chánh đẳng chánh giác, thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni, nó liền khởi sanh tư tưởng bỏ sát tịch diệt, đặng nhập Niết Bàn. Cha không cho, vì để nó nhập Niết Bàn, thời hạt giống chân lý bị tuyệt chủng, nên cha biến hóa thành vua ở cung trời Đại Phạn. Hiện đến trước mặt nó, hạ mình đảnh lễ, năn nỉ nó ra mở đạo cứu đời, cho tròn công quả, nên nó chịu từ bỏ ý định bỏ sát nhập Niết Bàn, để xuống thế nhiễm trược trở lại. Chịu không biết bao nhiêu tai ách lăn mình trong cõi trượt trần này, trong suốt 49 năm dài đằng đẵng, cứu dân độ thế, chuyển bánh xe chánh pháp kỳ giữa, tức là kỳ trung ơn đó con. Đây là cái gương mà các con ngày nay phải noi theo. Nếu con nào đắc quả Niết Bàn kỳ ba này, chớ nên có ý thức bỏ sát nhập Niết Bàn mà thiếu phần công quả, khó về hiệp nhất được với cha, đặng làm đấng thượng đế toàn năng toàn giác, phụng sự cho càn khôn tiến hóa đời đời, để được hằng hữu đời đời. Các con đắc quả Niết Bàn kỳ ba này như Đỗ Thuần Hậu, Lương Sĩ Hằng đều nảy sinh tư tưởng tịch diệt bỏ sát, đặng nhập Niết Bàn, đều bị điển của cha đẩy trở xuống, đặng cứu độ quần sanh cho tròn công quả, rồi mới được bỏ sát về an hưởng Niết Bàn an lạc. Và sau cùng là pháp thứ tư trong tứ đại pháp là bất tư duy pháp. Chân như, chân thể, chân tâm, lý tánh phân tầm đẳng thoát đường tu, vô minh ái dục ngục tù, thừa lệnh thượng đế dạy tu nguyên này, bất minh bất diệt nếu hay, tư tưởng phân biệt sẽ thay vô cùng, duy tâm duy vật nổ tung, pháp tánh thể hiện thung dung thoát trần. Bất tư duy pháp còn gọi là chân lý vô thừa hay Phật thừa cũng vậy, là pháp không thể nghĩ bàn, bất tư duy được bằng phàm tâm dục trí. Đó là những công án giúp cho các vị tiến hóa cao quán tưởng ngày đêm cho vỡ lẽ, thời lập tức đắc đạo vô thượng, thể nhập vào như như chánh trí, hay còn gọi là đại viên cảnh trí. Các con là người mới tập tỉnh tu hành, đọc cho có ý niệm mà thôi, chưa hiểu nổi đâu, nên vậy không nên đem phàm trí mà tranh cãi sàm luận, làm rối loạn bản thể của con rồi hư hết nghe con. Chớ khinh thường lời này của cha dặn. Nghe đấy, thực ra các vị Phật, vị Tổ đều đắc đạo vô thượng hết, giải thoát hoàn toàn cũng là Thượng Đế hết. Hay đúng hơn, các vị đó cũng là cha phân thân điển quang đóng vai mà thôi. Thế nên kinh của các vị đó sáng tác, các con cũng không thể nghĩ bàn bằng phàm trí. Như Pháp Bảo Đàn Kinh của Huệ Năng, Quán Tâm Pháp của Đạt Ma, Tính Tâm Minh của Tăng Sáng, Niết Bàn Kim Cang Bát Nhã Duy Ca Mật của Thích Ca. Tại sao cha nói là Thích Ca mà không nói của Phật? Chỗ này cũng thuộc về bất tư duy pháp đây, không thể nghĩ bàn bằng phàm trí. Vì chư Phật chẳng hằng sở hữu, lấy chi có lời dạy mà chép thành kinh sách mà truyền lại đời sau. Đây là một công án để các con quán tưởng cho vỡ lẽ. Giờ đây các con nghe, cha bắt đầu an trụ vào tam muội chánh định để thuyết giảng chân lý vô thừa cho các con tiến hóa cao, tu học cho vỡ lẽ thì đắc đạo vô thượng trong tức khắc, không kịp nghĩ bàn.
vì nghĩ bàn là ra khỏi chân lý. Khi trở về một công án thì các công án khác bừng sáng lên cả. Các con nghe, Thượng Đế tượng trưng cho chân lý tối thượng, giải thích chân lý tối thượng tức là xa lìa Thượng Đế. Nhận biết tự thể tánh của nội tâm tức là hướng được chân lý. Không và có chẳng ở nơi thực tại. Thực tại là cái ngay bây giờ, cái chẳng phải hữu tạo, hữu tồn, hữu nhiên, hữu tại. Cái chẳng phải vô tạo, vô tồn, vô nhiên, vô tại. Hữu và vô chẳng phải thực tại chân lý. Cái vô cùng ở quá khứ, cũng cái vô cùng ở tương lai, cũng chính là cái ngay bây giờ. Vì chưa hiểu như thế nên con người còn phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy sắc mà tâm không móng lên niệm sắc, không thấy sắc hay thấy không sắc cũng vậy, mà tâm không móng lên một niệm không, đó chính là sắc bất dị không, không bất bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong sắc có không, trong không có sắc vậy. Trong thế giới không có thế giới sắc, trong thế giới sắc có thế giới không. Chẳng có sự phân biệt giữa thế giới không và thế giới sắc. Nếu còn phân biệt tức là chưa đắc đạo vô thượng. Vô phân biệt, vô phân biệt tức không ý thức tất cả những thực tại, không hơn, không kém, không đúng, không sai, không thiện, không ác, không đẹp, không xấu, chứ không phải không phân biệt gì cả. Chẳng biết phân biệt tức là vô tri giác, ngoan không vô ký, nguy hiểm vô cùng. Đúng không thể là đúng nếu không có sai, sai không thể là sai nếu không có đúng, thiện không thể là thiện nếu không có ác, ác không thể là ác nếu không có thiện, đẹp không thể là đẹp nếu không có xấu, xấu không thể là xấu nếu không có đẹp. Còn phân biệt đúng sai tức không hiểu thực tại là gì. Còn phân biệt đẹp xấu tức chẳng hiểu tình thương là gì. Còn phân biệt thiện ác tức là chẳng hiểu cuộc sống là gì. Con người chẳng hiểu như thế nên còn phân biệt đúng sai, còn phân chia thiện ác, còn phân loại tốt xấu. Tư tưởng phân biệt không phải là cái hiện giờ, cái thiệt thể của nội tâm, cái kín mít mà trống rỗng, chẳng thể giới hạn bởi hữu cùng hay vô cùng. Cuộc sống là cái đang chết mà chẳng biến đổi, thực tại là cái đang qua mà chẳng thành, tình thương là cái đang thể hiện mà chẳng xuất hiện. Cái toàn bộ của cuộc sống không thể giải thích bằng những bộ phận rời rạc, kinh tế hoặc chính trị, văn hóa hay giáo dục, khoa học hay kỹ thuật. Cái này không thể là cái này nếu không có cái kia không thể là cái kia nếu không có cái này. Xưa nay có ai ràng buộc đâu mà ta đi tìm giải thoát. Người nào đi tìm giải thoát tức là tự ràng buộc mình vậy. Theo bất cứ ai, kể cả Phật, tức là tự xa lìa tâm mình, và như thế khó mà được giải thoát. Nếu luân hồi thực có thì chẳng có ai thành Phật. Nếu niết bàn thực có thì chẳng có ai tu lăn trong vòng sanh tử. Thể tính chân như thường hằng vĩnh cửu, xem Thích Ca nó gọi là Phật tánh, Kitô gọi là tự thể, chẳng phải cấu tạo bằng vật chất mà cũng chẳng cấu tạo bằng chân không. Nếu bằng vật chất sẽ biến đổi bằng định luật tự nhiên. Nếu bằng chân không tức chẳng biết tư duy, chẳng tiếp nhận đau khổ hay sung sướng. Đến nỗi cái gọi là Phật tánh cũng chẳng phải nốt. Nếu Phật là Phật thì Phật chẳng hiện hữu. Chẳng thấy được Phật tánh gọi là thấy Phật. Chẳng thấy được Phật mới gọi là thấy tánh. Ấy mới thật là thấy tánh thành Phật, vì chính ngay bản thân của thấy đã là Phật rồi. Ai tự mình chứng ngộ được chân lý tức chẳng hiểu chân lý là gì. Ai tự khoe mình là Phật tức chẳng hiểu Phật là gì. Chứng được chân lý tức tự biết. Không tu không chứng, không ngộ không thành, không Phật, không Pháp, không sanh, không tử. Động loạn là hiện thể của đại định. Đại định là tự thể của động loạn. Rời động loạn để tìm đại định là đã xa lìa định rồi, vì chính ngay bản thân của loạn đã là định. Tà là hiện thể của chánh. Chánh là tự thể của tà. Chánh ghét tà ưa, thích chánh tức là rơi vào tà, vì chính ngay cái chánh cũng là tà. Pháp là vật, là hiện thể của tâm. Tâm là tự thể của pháp. Bỏ pháp tìm tâm cũng chính là bỏ tâm tìm pháp, vì chính ngay của pháp cũng chính là tâm rồi. Chúng sanh là hiện thể của chư Phật. Chư Phật là tự thể của chúng sanh. Càng xa lìa chúng sanh để đi tìm chư Phật tức là lìa xa chư Phật vậy. Luân hồi là hiện thể của Niết Bàn.
Niết bàn là tự thể của luân hồi, càng trốn chạy luân hồi để đi tìm niết bàn là càng trôi lăn trong vòng sanh tử vậy. Giác ngộ là hiện thể của vô minh, vô minh là tự thể của giác ngộ. Lánh xa vô minh để tìm giác ngộ, tức là đã bị vô minh che lấp rồi. Dục tánh là hiện thể của Phật tánh, Phật tánh là tự thể của dục tánh. Chống lại dục tánh, tức là chống lại Phật tánh vậy. Vì chính ngay bản thân của dục tánh đã là Phật tánh rồi. Sanh tử là hiện thể của vô sanh tử, vô sanh tử là tự thể của vô sanh tử. Nếu chứng ngay được bản thân của sanh tử đã là vô sanh tử rồi, thì thoát khỏi luân hồi sanh tử. Danh tự là hiện thể của vô danh tự, vô danh tự là tự thể của danh tự. Nếu chứng ngay, chính ngay bản thân của danh tự đã là vô danh tự, thì đọc được vô tự chân kinh. Ngôn từ là hiện thể của vô ngôn từ, vô ngôn từ là tự thể của ngôn từ. Nếu chứng ngay được bản thân của ngôn từ là vô ngôn từ, thời nghe được tiếng nói của chân ngã, tức là vô ngôn chân thuyết. Ý niệm là hiện thể của vô niệm, vô niệm là tự thể của ý niệm. Nếu chứng ngay được bản thân của ý niệm cũng là vô niệm, thời biết được tự thể nội tâm, tức vô duyên chân tâm. Đọc được vô tự chân kinh, nghe được vô ngôn chân thuyết, biết được vô duyên chân tâm đều cùng một bản chất như nhau. Chân là tự thể của vọng, vọng là hiện thể của chân. Nếu chứng ngay được bản thân của vọng cũng là chân thì Phật tánh thể hiện. Trược là hiện thể của thanh, thanh là tự thể của trược. Nếu chứng ngay được bản thân của trược cũng là thanh, thời đạt đến cực thanh, cực tịnh, cực an lạc. Hữu vi là hiện thể của vô vi, vô vi là tự thể của hữu vi. Nếu chứng ngay được bản thân của hữu vi đã là vô vi rồi, thời đạt đến hư không, tức là diệu hữu chân không. Chúng sanh vốn không, làm sao chư Phật có được? Luân hồi vốn không, làm sao niết bàn có được? Sai vốn không, làm sao đúng có được? Thiện vốn không, làm sao ác có được? Tà vốn không, làm sao chánh có được? Vật vốn không, làm sao tâm có được? Trược vốn không, làm sao thanh có được? Hữu vi vốn không, làm sao vô vi có được? Trói buộc vốn không, làm sao giải thoát có được? Chân lý vốn không, làm sao thượng đế có được? Sau khi các con đọc hết quyển kinh này rồi, các con nghĩ rằng bài giảng của cha đã hết, các con lầm to rồi. Vì kho tàng kinh sách của cha là vô cùng tận, các con nghĩ rằng Thượng Đế chỉ giảng độc nhất một quyển Tứ Đại Pháp Kinh này đủ đưa tất cả giáo lý về một, tức là Thượng Đế Hiệp Nhất Lý sao con? Tức là các con đã giới hạn kho tàng kinh sách của cha ở ngôi Thái Cực, cũng là ngôi quy nhất bản, đưa đạo về một nguồn, một gốc. Thực ra theo dịch lý càn khôn, cha có vô lượng vô biên vô số kinh sách không thể nghĩ bàn. Cha tạm chia ra như sau: kinh ở ngôi vô cực, đó là vô tự chân kinh, tức là quyển kinh không chữ, quyển sách không lời, chỉ con nào đắc đạo mới đọc nổi. Kinh ở ngôi thái cực, đó là Tứ Đại Pháp Kinh, cha đã giảng cho các con đó. Kinh ở ngôi lưỡng nghi, gồm thanh kinh và trược kinh. Thanh kinh là kinh của khối thanh do các vị giáo chủ như Phật, Chúa, Lão, Khổng, Hội Thông, Thiên Học, v.v. giảng. Trược kinh là kinh của bên khối trược do Tà Đạo giảng. Kinh ở ngôi tán vạn thù là tất cả các loại sách hiện có ở trần gian, thể hiện mọi khía cạnh, mọi phương diện, từ văn hóa, khoa học, chính trị, kinh tế, triết học, quân sự, kỹ thuật, văn chương, kể cả các sách truyện, khiêu dâm, cao bồi, đấm đá, chưởng, kiếm hiệp, điệp viên, tình báo, tiểu thuyết ba xu, v.v. Nhất là những diễn biến của tự nhiên xã hội diễn ra hàng ngày xung quanh các con, để giúp cho các con có bài học đặng mà học, đặng mà tấn hóa. Đây là quyển kinh thực tế, cụ thể, sống động, đập thẳng vào ngũ quan và tâm thức của các con, làm cho các con thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ, biết, hiểu, chất chứa, đặng thương, ghét, phân biệt, nhớ mà tu học, tu hành, hầu trở về, hiệp nhất với cha là một đấng thượng đế toàn năng, toàn giác, để phụng sự đời đời cho cơ tiến hóa, để được hằng hữu đời đời. Trước khi dừng bút, cha nhắc lại cho các con rõ,
tất cả những ai xưng là Thượng Đế ở bên ngoài các con đều là giả cả, kể cả cha nữa con. Vì cha chưa phải là Thượng Đế mà là sứ giả của Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế vốn thật, thường ngự vĩnh cửu trong tiểu hồn các con. Chỉ có kim thân ở trong các con mới là thật mà thôi. Các con phải làm sao được cho được phát hiện cho ra vị Thượng Đế trong các con, chạy ra tìm ở ngoài chỉ là giả tạm mà thôi. Bài giảng của cha đến đây tạm hết, nhưng tiếng nói của đại hồn vẫn reo mãi bất tận với chúng con. Tất cả những gì cha giảng ra đây cũng như hoa rơi lá rụng mà thôi, các con khá hiểu. Trưởng giáo ngôi hai, giáo chủ càng khôn nhất thống giáo, Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế. Thưa quý đạo hữu, đây là một phần khác của bài giảng của cha trong Tứ Đại Pháp Kinh. Cha giảng về định luật hấp dẫn, tư tưởng, tâm linh và tinh thần. Mời tất cả quý đạo hữu lắng nghe. Các con hãy hình dung ba quả bóng. Cái thứ nhất chứa CO2, dioxide carbon. Cái thứ hai chứa không khí. Cái thứ ba chứa H2 hydrogen. Cái thứ nhất chứa CO2, m = 44, nặng hơn không khí, m = 28, nên bị sức hút của quả địa cầu lúc nào cũng nằm sát đất. Cái bóng này tượng trưng cho những con không chịu tu hành, mê trần, nhiễm trần quá nặng, lúc nào cũng vọng động chuyện trần gian, tiền tài, danh vọng, quyền tước, tình ái, ham làm giàu, thích vợ đẹp, ham áp phe, mánh mung, ích kỷ, nhỏ nhen, độc ác, v.v. Cũng bởi tư tưởng lúc nào cũng hướng về cái ác trược và thích làm điều ác trược, nên tự con đã rút vào hồn vía con những chất khí nặng nề, trọng trược ở cõi hồng trần. Sau khi mãn phần hế số chết đi, linh hồn con phải bị ở cõi thấp của hạ giới, nơi mà có chất khí hồng trần nặng, tương đương với chất khí hồng trần huân chứa trong linh hồn con, làm cho con chìm đắm ở cõi xấu xa này, để nhồi quả trả nghiệp cho những gì con đã vay khi còn sống ở thế gian. Cái thứ hai, quả bóng chứa không khí nặng bằng không khí, nên nó lưng chừng không bay lên cao mà không rớt xuống thấp. La đà, bập bềnh, gặp gió thì bay lên, đứng gió thì lại đáp xuống. Cái bong bóng này tượng trưng cho những con nửa tu, nửa không. Lúc thấy người ta tu, được sự nhắc nhở thì cũng tu theo. Nhờ gần bên người tu hành nhắc nhở nên có cố gắng chút ít. Đến khi xa người tu hành, gặp đời hấp dẫn, gái đẹp, rượu ngon, bạc vàng, chó mắt, rồi chán nản bỏ đạo theo đời. Sau thời gian thấm thía mùa đời, vào đạo lại tu, rồi lại có lúc khoái đời nên lại bỏ đạo theo đời như cũ. Cứ lừng chừng như thế, ra rồi vào, vào rồi ra, thì biết lúc nào về cõi giải thoát được hỡi các con. Bởi vì tư tưởng con không ổn định, ý chí không có, yếu hèn, để tâm buông lung theo ngoại cảnh, không dứt khóa tu hành, nên một linh hồn có lúc rút được thanh khí trên vào là lúc tu, có lúc lại rút khí trượt cõi hồng trần vào, đấy là lúc không tu, làm cho linh hồn con nửa nặng nửa nhẹ, là đà mãi ở cõi hồng trần. Sau khi chết, linh hồn con trú ở cõi thấp nơi trung giới để phù hợp với cái chất khí huân chứa trong bản thể con, chờ cơ hội để chuyển kiếp mà tu tiếp. Cái bóng thứ ba chứa H2, m = 2, quá nhẹ so với không khí m = 28, nên nó bay vút lên cao mãi. Cái bong bóng này tượng trưng cho các con quyết chí tu hành. Nó đã vứt bỏ vọng tâm, quyết chí tu hành, tìm cơ siêu thoát, siêng năng tinh tấn, công phu, công quả, công trình, đời đạo song tu, tánh mạng song luyện, phước huệ song tiến, vừa tự tu, tự giúp mình, vừa giúp tha nhân tu hành, tiến hóa để kịp kỳ đại hội Long Hoa kỳ 3. Nên nó rút được cái chất khí nhẹ nhàng, siêu cao như cõi Bồ Đề, cõi Niết Bàn. Những con này sau khi bỏ xác về cõi nhẹ nhàng thanh thoát, tương đương với chất khí đã huân chứa trong linh hồn nó lúc nó tu ở cõi hồng trần. Còn con nào phát đại nguyện quyết chí tu hành, đắc đạo trong một kiếp, cởi 7 lớp áo để hoàn hư. 7 lớp áo đó là tiên thể, kim thân, thượng trí, hạ trí, vía, phách, sát thân tứ đại,
để trở về hợp nhất với Thượng Đế là một đấng giác ngộ hoàn toàn, để phụng sự cho cơ tiến hóa đời đời, để được hằng hữu đời đời. Cũng giống như cái bóng kia lên cao, nổ tung, bỏ xác bóng lại, khí đã hòa vào hư không vô tận, tượng trưng cho các tiểu hồn đã hòa vào đại hồn, tiểu linh quang hòa vào đại linh quang của càn khôn vũ trụ, tức là hiệp nhất với Thượng Đế vậy. Như vậy để các con thấy rằng luật tạo hóa rất là công bằng. Con nào siêng năng nghiên cứu tu học, tinh tấn, tinh thần thực hiện tình thương thì nó tự rút vào trong tư tưởng linh hồn nó chất khí thanh nhẹ, thời sẽ hút vào cõi nhẹ nhàng an lạc sáng suốt để hạnh hưởng khi nó bỏ xác. Còn con nào u lì, chậm trễ, chẳng chịu tu hành, lo vọng động chuyện trần gian thì sẽ rút vào tinh thần, tâm linh nó chất khí nặng trược, thời sẽ bị rút xuống cõi nặng nề để trả nghiệp nhồi quả. Lâu nay các con cho rằng vật chất có sức hấp dẫn, còn tinh thần thì không có sức hấp dẫn là các con lầm to rồi đó. Tinh thần và tư tưởng cũng có hình dạng, có màu sắc, cũng rung động theo định luật tâm linh, tức là luật luân hồi nhân quả của linh hồn đó con. Các con khá biết để mà tu học tu hành, chứ đã quá xa trễ rồi các con ạ. Trên đây cha đã giảng hết sức là bình dân, hết sức là vỡ lòng để các con dễ hiểu, chứ thực ra định luật này hết sức là phức tạp do hoạt động của các thể siêu hình như thể trí, thể vía, thể phách trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thôi, cha ban ân lành cho các con, mong các con đừng quên lời vàng ngọc minh triết của cha để rồi bỏ đạo không tu hành, không sửa chữa mà bị rớt rơi đọa đày, không chạy kịp kỳ tiến hóa đang trôi chạy mãi ngoài kia. Thưa quý đạo hữu, sau đây là bài cha giảng về tại sao người tu phải ăn chay. Xin quý đạo hữu tĩnh tâm lắng nghe. Tại sao người tu phải ăn chay? Ăn là yếu tố cần thiết và quan trọng đóng góp vào sự sống của xác thân. Thiếu ăn sẽ đưa đến đói khổ cho xác thân. Không ăn tức đưa đến sự chết của phần xác. Là lớp áo cần thiết cho linh hồn mặc vào để xuống thế học đạo, để trở về hợp nhất với chân lý tối thượng. Ăn là bản chất của con cũng như là bản chất của Thượng Đế. Ăn là một quá trình phát triển tiến hóa của linh hồn qua từng giai đoạn. Kim thạch, thảo mộc, cầm thú, loài người, thần, thánh, tiên, Phật để cuối cùng đạt đến trạng thái ăn vô cùng tận của Thượng Đế. Thượng Đế cho các con xuống thế là để ăn và học. Vì vậy mà các con phải phát triển ăn cho đến vô cùng tận. Loài kim thạch có cách ăn của loài kim thạch. Loài cầm thú có cách ăn của loài cầm thú. Loài thảo mộc có cách ăn của loài thảo mộc. Loài người có cách ăn của loài người. Thần, thánh, tiên, Phật và cuối cùng là Thượng Đế có cách ăn của Thượng Đế. Loài nguyên tử, phân tử cấu tạo nên kim thạch, chúng cũng phải ăn để sống mà hoạt động. Thức ăn của chúng là năng lượng, nhiệt lượng, quang năng, hóa năng, điện năng, vân vân. Thử hỏi nếu không nhờ hấp thụ năng lượng thì làm sao nó có phản ứng hóa học thành hình, đặng biến đổi từ chất này sang chất khác, tổng hợp chất nọ thành chất kia hả con? Chính nhờ ăn năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau như vậy mới giúp chúng trao đổi điện từ trong các phản ứng thường hoặc quỷ phá hạt tử trong các phản ứng nhiệt hạch, đặng hình thành các loại nguyên tử, phân tử kim loại, khoáng vật, nhiên liệu, nguyên liệu cung cấp cho loài tiến hóa cao, thảo mộc, cầm thú và người sử dụng. Tiếp theo là loài thảo mộc. Chúng thọ khí âm dương của trời đất, hô hấp không khí O2 và CO2 trong tự nhiên, nước và muối khoáng trong lòng đất xuyên qua rễ cây, thân lá để tổng hợp thành nhựa luyện nuôi sống chúng. Thức ăn của chúng là nước, muối khoáng và các loại nguyên tố hóa học khác. Rồi lại đến loài thú, lại chia hai nhánh, nhánh ăn rau quả, nhánh ăn thịt. Nhánh ăn rau quả ngũ cốc thì hiền từ hơn, dễ thương hơn như nai, thỏ, bồ câu. Nhánh ăn thịt thì hung dữ hơn, cọp, beo, sư tử, sói, diều hâu, vân vân. Tuy nhiên cũng có loại vừa ăn ngũ cốc vừa ăn thịt sống như gà, ăn lúa thóc, lại ăn côn trùng. Cách ăn của chúng vô trật tự, ăn theo bản năng, theo nhu cầu thể xác của chúng, không có tình thương, không có đạo nghĩa.
Có nhiều loại ăn cả anh em cha mẹ chúng, như loại cá chẳng hạn. Chúng ăn trong giành giật, ăn trong cấu xé lẫn nhau, không chút tiếc thương, trừ một số ít tiến hóa cao sắp trở thành người thì đỡ hơn. Sau khi đã tiến hóa thành người, tức là loài đã có đời sống tâm linh phát triển cao, có óc phán xét, có trí phán đoán, phân biệt nên cách thức ăn uống tiến xa hơn loài cầm thú. Loài người ăn có giờ giấc, ăn có trật tự, biết nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau, biết kẻ lớn người nhỏ, bước thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tuy con người không ăn thịt đồng loại của mình, nhưng khi đói trong thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan vì nhu cầu của sự sống bản năng sinh tồn đòi hỏi, con người cũng có thể chơi một vài miếng thịt đồng loại cho biết. Thế là làm trì trệ sự tiến hóa, kéo lùi cách ăn uống xuống hàng thú vật. Trong loài người cũng có người tiến hóa cao, nhờ chịu học hỏi, noi gương thánh nhân, các vị giáo chủ, thức tỉnh, thức giác, không ăn thịt thú, không uống máu thú, không dùng huyết nhục của thú vật để nuôi sống bản thể của mình. Vì thương yêu chúng, vì biết rằng chúng là những linh hồn xuống sao trong tương lai, cũng tiến hóa lên làm người như mình. Thế là các con này đã tiến lên cách ăn uống của hàng thánh tiên Phật vậy. Thế nên người tu ăn chay là sống đúng theo luật tiến hóa. Tu mà ăn mặn là phản lại luật tiến hóa. Tu là sửa, sửa tâm, sửa tánh, sửa từ ác trược sang thiện lành, từ nhẹ nhàng tối tâm sang thiện lành sáng suốt. Thịt cá là trược điển trược chất, con đã quyết tâm tu tiến lên thanh nhẹ, thời cả con ăn vào chất nặng trược để làm chi? Do vậy mà cha tha thiết khẩn cầu các tiểu hồn các con, nếu đã thức tỉnh tu học, sám hối tu hành thì phải phát hùng tâm dũng trí, từ bỏ ăn mặn tiến sang ăn chay trược. Cần thiết lắm con, cấp bách lắm con, nếu các con còn u lì, còn trù trừ, còn bê trễ là cha còn buồn khổ nghe con. Ăn chay trường là thể hiện tình thương bao la đối với loài vật, là thật sự thương yêu loài vật, là thương bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng thuyết lý suông. Ăn chay trường là khôn ngoan, là tiến hóa. Ăn chay trường là bảo vệ con đường hành hương trở về của con về quê xưa chốn cũ của mình. Vì theo định luật hấp dẫn tâm linh, khi bỏ xác, linh hồn con còn nặng trược bởi ô nhiễm trược điển của loài thú do thịt cá thời bị là đà ở cảnh thấp, nơi trung giới chứ không về cõi giải thoát được. Và cha nhắc lại cho các con rõ, phải ăn chay bằng hai cách, ăn trong hữu vi và vô vi một lượt nghe con. Ăn theo hữu vi là không ăn thịt cá nói riêng và những con vật có linh hồn nói chung. Ăn theo vô vi là công phu luyện đạo, rút khí dương của trời đất vào để thanh lọc bản thể, siêng năng thiền định để ngăn chặn tâm vọng động và tránh sát sanh vọng niệm như tham sân si dục. Các con phải nhiếp tâm, định trí, chỉnh ý, bế ngũ quan, chế ngự lục căn lục trần, đừng để cho chúng nổi lên mà khảo đạo các con. Thành Phật, thành tiên không khó, chỉ sợ các con không quyết tâm trì chí mà thôi. Nếu khó thì xưa nay không có ai thành Phật, nhưng thực tế các con đã thấy Thích Ca thành Phật, Lão Tử thành tiên, Khổng Tử thành thánh và còn nhiều vị khác nữa mà cha không kể hết ra đây. Về đến ngôi cha, các con được ăn đủ thứ. Cha ăn loài kim thạch, loài thực vật, loài cầm thú, loài người, ăn cả thần thiến, thánh, tiên, Phật và ăn cả chính cha nữa. Nếu Thượng Đế không ăn chính Thượng Đế thì Thượng Đế không hằng hữu đời đời. Chỗ này quá cao siêu, khi về đến ngôi cha các con sẽ hiểu. Có phải cha thường nói với các con, cha là thảo mộc, là kim thạch, là cầm thú, là người, là thần thánh tiên Phật và là cha của ông Phật nữa. Vì các loài này là do cha phân thân biến hóa ra, thế nên các loài này ăn chính cha và cha ăn qua trung gian các loài này mà thôi. Trước khi dừng, cha xin nhắc lại một lần cuối và cũng chỉ là lần này nữa thôi, là các con hãy cấp tốc ăn chay trường đi. Nếu cãi lời cha, còn u lì, còn trù trừ, còn bê trễ, thời các con sẽ bị rớt trong bãi ức niên nữa, đánh mất linh hồn, xa lìa cha trong vĩnh kiếp đó nghe các con. Sau đây cha giảng về phần thiệt của vô thừa và phần hư của vô thừa. Bài giảng cha dành cho các con tiến hóa cao.
xin các đạo hữu tịnh tâm lắng nghe. Trước khi giảng về vấn đề này, cha dùng sự kiện hữu vi cho các con có ý niệm mới hiểu nổi chỗ biến thiệt hóa hư để chỉ hư hóa thiệt. Các con hãy hình dung một người rời bỏ gia đình, ra đi lúc còn nhỏ, đến một phương trời xa lạ để làm ăn. Lớn lên sực nhớ đến quê xưa chốn cũ, nhớ đến cha mẹ ruột của mình. Người ấy muốn tìm về quê hương yêu dấu, nơi đó nó cất bước ra đi, rồi quên mất lối về, quên mất hình bóng của cha mẹ ruột của mình. Rất may thay, có người biết rõ nơi ở của cha mẹ ruột của y, và lại còn có tấm ảnh của cha mẹ ruột của y nữa. Người ấy thương tình, đi hiếu thảo, thấy y muốn về sum họp với gia đình, nên trao tấm ảnh của cha mẹ y và chỉ đường cho y để về gặp cho cha mẹ y. Các con hãy hình dung, nếu người ấy mê chấp cho rằng đây không phải là cha mẹ tôi, rồi ném đi, thì khi đến nơi y lấy đâu mà đối chiếu, so lại với cha mẹ y, thử xem có giống hay không, đặng cha mẹ y xác nhận cho y. Còn nếu y chấp rằng đây là cha mẹ thật của tôi, rồi cứ ngày đêm ôm ấp tấm hình ấy mà thương, mà nhớ, chẳng chịu nương theo tấm hình ấy để tìm cha mẹ thật của mình, thời biết chừng nào mới tìm gặp được cha mẹ thật của mình. Thế nên, những gì cha giảng trong bất tư duy pháp cũng chẳng phải là vô thừa, chẳng phải là chân lý vô thừa, đó chỉ là phần hư ảo của vô thừa, là phương tiện tạm thời để giúp các con đạt đến cứu cánh, giải thoát đời đời. Làm sao cha giảng chân lý vô thừa trên mặt kinh sách được hả con? Không cách chi giảng được phần chân thiệt vô thừa trên mặt kinh sách đâu con. Nếu đã giảng được trên mặt văn tự thì nó đã biến thành hữu thừa rồi. Thế nên những gì cha giảng trong tứ đại pháp kinh cũng không phải là vô thừa. Bởi vô thừa là không chuyên chở, là cổ xe không xe, là con đường không đường. Dùng ngôn ngữ văn tự để giảng vô thừa đã làm sai lạc vô thừa, đã biến vô thừa thành hữu thừa. Vì đã dùng ngôn từ chuyên chở vô thừa, đưa vô thừa vào ý niệm, nhưng vô thừa vốn không chuyên chở được bằng văn tự kia mà. Thế tại sao cha giảng trong tứ đại pháp kinh cha nói là vô thừa, rồi bây giờ cha nói là không phải vô thừa? Tại sao cha lại nói mâu thuẫn như vậy con? Chỗ mâu thuẫn này giờ cha hóa giải để không còn mâu thuẫn nữa. Đúng vậy con. Chỉ có cha mới có quyền nói đó là vô thừa, đó không phải là vô thừa. Ngoài cha ra không ai được có quyền nói hai câu này. Bồ Tát đã phá 41 phẩm vô minh, còn phẩm 42 chưa phá được cũng không có quyền nói hai câu trên. Huống chi các con mới phá được 30 phẩm đã vội cho rằng đó không phải là vô thừa hoặc đó là vô thừa. Cha cho những đứa đó biết rằng chưa về đến ngôi cha thì không được quyền nói. Nó nói là bị ma nhiếp, nói là bị nhập hết. Vì cha, là chân lý tối thượng. Cha là Thượng Đế, đấng toàn năng toàn giác. Đã là toàn năng toàn giác thì cha giảng được vô thừa chứ con. Nếu cha không giảng được sao lại là toàn giác? Thế nên cha phải vận dụng mọi cách để giảng. Nhưng giảng bằng cách nào? Bằng cách biến thật hóa hư, để rồi dĩ hư mà truyền thật chứ con. Thế nên những gì cha giảng cho các con nói là vô thừa đều chẳng phải vô thừa. Hay nói đúng hơn, đó không phải là phần thiệt của vô thừa, phần tự thể vô thừa, phần cứu cánh vô thừa, mà chỉ là phần ảo của vô thừa, phần hiện thể của vô thừa, phần phương tiện của vô thừa mà thôi. Tuy nó không phải là vô thừa thật, nhưng nếu con nào mê chấp cho rằng đó không phải, rồi ném phăng nó đi, chẳng khác nào như người kia ném tấm hình của cha mẹ y vậy. Không chịu mượn nó để làm phương tiện đi tìm cha mẹ thật của y, không chịu dùng nó để làm công án quán cho vợ lẽ, sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, hoặc các công án khác tùy theo duyên nghiệp của mỗi đứa, thời làm sao tìm về gặp lại cha thật. Vị cha linh hồn muôn thuở đã chăm sóc các con từ lúc ra đi học đạo cho đến ngày trở về. Còn nếu con nào chấp đó là vô thừa, rồi chẳng khác nào người kia ôm giữ tấm hình cho là cha mẹ y, để rồi không đi tìm cha mẹ thật, tức là con đã vô tình chấp phương tiện làm cứu cánh, lấy giả làm chân, ôm chặt phần hư mà bỏ rơi phần thiệt, thời cuối cùng con cũng chẳng đạt tới cõi siêu quan tối thượng giác ngộ hoàn toàn được đâu con. Rồi cũng chỉ có cha nói được hai câu này
các con còn bị vô minh che lấp, nói ra là bị ma nhiếp, nói là bị tà nhập, bắt chước nói theo là ngu muội sai hết, đặt hết rồi hư hết nghe con. Đứa nào chấp không phải cũng sai, đứa nào chấp phải cũng đặt. Chấp không phải rồi bỏ đi, không mượn nó để làm phương tiện để qua bờ bên kia. Cha đã cho con chiếc thuyền để qua sông, con lại nhận chìm xuồng thì lấy gì mà qua sông. Còn chấp phải rồi ôm giữ, cho phương tiện là cứu cánh, cho thuyền là bờ bên kia, chấp tấm hình là cha mẹ, khư khư ôm lấy nó, cái hư mà tưởng là cái thiệt, để rồi tự cột mình vào sanh tử luân hồi mà không về cõi giải thoát được. Người tu khôn ngoan khi chưa đắc đạo vô thượng thì đừng vội vã chấp nê, hãy quán xét lại cho thật kỹ lưỡng, phân biệt thật chính xác để càng ngày càng tiến hóa lên cao, càng lúc càng tiến dần đến cõi siêu thoát hơn. Thôi, cha thú thật với các con rằng cha không thể nào giảng chân lý vô thừa trên mặt kinh sách được bằng ngôn từ, mà chỉ phát họa vài đường nét đơn sơ với ý niệm thô thiển về phần hư ảo của vô thừa trên mặt văn tự, để giúp cho các con có chút khái niệm để làm phương tiện tìm về siêu thoát mà thôi. Còn con nào nhất tâm học đạo, nhất biết muốn đạt đến siêu quang tối thượng thì ráng phanh tìm gặp cha. Khi đó có sự hiện diện giữa con với cha, cha sẽ giảng tùy theo căn duyên con tu học về chân lý vô thừa, để rồi sau khi con đắc đạo vô thượng, con mới bật ngửa vỡ lẽ, té ra rằng chính ngay bản thân của hữu thừa cũng đã là vô thừa luôn đó con. Thưa quý đạo hữu, bài giảng tiếp theo của cha về phần thực và phần ảo của càn khôn vũ trụ. Xin quý đạo hữu tĩnh tâm lắng nghe. Càn khôn vũ trụ là danh từ hữu hạn để ám chỉ sự hoạt động không ngừng của điển quang vô lượng vô biên, của điển lực vô cùng vô tận, của điển hồn hằng hà sa số chúng sanh trong khắp cùng đại thiên thế giới không thể nghĩ bàn. Thực vậy các con ạ, chính Thượng Đế cũng không thể giảng hết mọi cơ cấu hoạt động của càn khôn vũ trụ bằng ngôn ngữ hữu vi, hữu hạn của trần gian được. Mặc dù Ngài hiểu tất cả, biết tất cả, vì càn khôn vũ trụ là bản thể của Ngài. Cha là càn khôn vũ trụ, càn khôn vũ trụ tức là cha, phải dùng chữ tức đúng hơn chữ là. Làm sao mà dùng ngôn ngữ để phô diễn một ý niệm cho chính xác được con? Ngôn ngữ vẫn là ngôn ngữ, thực tại vẫn là thực tại. Đem ngôn ngữ để diễn tả một thực tại rồi cho rằng thực tại là chết, đó là giết chết thực tại bằng ngôn ngữ. Thực tại vẫn đang sinh động, đang hồn nhiên, đang trôi lăn trong từng sát na thường trụ, hằng hữu đời đời. Làm sao mà giảng hết những vẻ đẹp của các cung, các cõi, những cảnh giới huy hoàng rực rỡ, rất trang nghiêm màu nhiệm như các cung Bạch Ngọc, Diêu Trì, Niết Bàn, Đẩu Xuất, Ngọc Hư, Bích Du, nơi các vị tận độ hàng vạn, hàng tỷ sanh linh, hàng ức chúng sanh như Kim Thân Ngọc Đế, Diêu Trì Kim Mẫu, Thích Ca, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, v.v. đang ngự để phụng sự cho cơ tiến hóa đời đời bất diệt. Làm sao mà diễn tả hết các cảnh thanh tao, tế nhị, đẹp đẽ, tinh vi của thượng giới Bồng Lai đang bình đẳng, hiện hữu, song song với cảnh rên la, đau khổ, thống thiết, bi ai của trần gian, lẫn địa ngục bởi sự nhồi quả trả nghiệp của chúng sanh còn đắm mình trong tội lỗi. Đó là cha chưa kể hết đến những cuộc đại phán xét cuối cùng, di chuyển chúng sanh từ giải cầu này qua giải cầu khác, từ thái dương hệ này sang thái dương hệ khác, từ thiên hà này sang thiên hà khác, từ vũ trụ này sang vũ trụ nọ, lâu hàng vạn triệu triệu tỷ năm, tùy theo nhu cầu tiến hóa của các hệ thống trong hoàng vũ. Đó là chưa kể hoạt động của ngôi thứ ba lẫn ngôi thứ hai ở trong ruột địa cầu, trung tâm mặt trời, trung tâm thiên hà, trung tâm thiên hệ, trung tâm vũ trụ, cho đến trung tâm sinh lực của càn khôn vô biên. Đây là những nơi tinh luyện ra những cơ cấu vật thể từ hữu vi đến vô vi, tạo ra các cung, các cõi, các thể như tiên thể, kim thân, thể trí, thể vía, thể phách, thể xác, theo các kiểu mẫu của Thượng Đế quy định để giúp cho các tiểu hồn con Ngài có phương tiện tu tiến.
Đó là chưa kể hết đến những hoạt động hết sức phức tạp, vô cùng chằng chịt, quá sức mầu nhiệm, vô cùng huyền bí của các vị thượng đế cấp cao mà con người không thể dùng trí phàm để tưởng tượng nổi. Đó là chưa kể đến những gì mà cha không thể giảng trên mặt kinh sách cho các con hiểu được. Thế nên, những gì mà cha giảng ra đây cũng không phải là phần thực của vũ trụ, mà nói đúng hơn là phần ảo ảnh phản chiếu qua tâm thức của các con bằng những lời giảng hết sức đơn sơ, thô thiển của ngôn ngữ giới hạn của trần gian mà thôi. Hỡi các linh tử, cha gợi lên cho các con có ý niệm về hình tư tưởng, những nét ban đầu để các con có ý niệm về càn khôn vũ trụ, để kích thích ý thức vươn lên của các con, mở trí dẫn dắt các con dấn thân vào công cuộc nghiên cứu, nếm chứng nghiệm bằng sự tinh tấn tu học, công phu công quả công trình của các con, chứ nghe qua bằng lý thuyết suông các con không hiểu nổi đâu. Thôi, cha ban ân lành cho các con, chúc các con quán mạnh vào công cuộc nghiên cứu khoa học vô vi huyền bí siêu hình thượng học, để xứng đáng làm những sĩ tử tiền phong của thời đại hoàng kim sắp mở màn cho nhân loại. Thưa quý đạo hữu, sau đây là phần giảng của cha về sự hoạt động của các vị thượng đế cấp cao. Xin quý đạo hữu tĩnh tâm lắng nghe. Sự hoạt động của các vị thượng đế cấp cao. Khi một vị Bồ Tát tiến hóa cao về mặt đạo đức và trí tuệ, đạt đến giai đoạn nhất sinh bố xứ để đi đến quả vị Phật, sau khi đầu thai xuống thế làm người, quên hết tiền kiếp, vị Bồ Tát phải nghiên cứu tu học và thực hiện tình thương trong âm thầm lặng lẽ để khôi phục lại ánh sáng suốt như xưa, để tiến sang quả vị Phật, đồng thời mở đại nguyện để độ tha. Nếu vị Bồ Tát đã đắc đạo vô thượng rồi, giữ đời sống trong sạch, mặc áo đạo thuần túy, sống trong đạo đức hiền lành để cứu độ chúng sanh, không nhiễm trượt trở lại, sống như người trần, ở với vợ, với con như người trần tục, chịu cực khổ cứu độ chúng sanh, thời vị Bồ Tát đó sau khi công viên quả mãn sẽ nhận ngôi vị Phật, an hưởng niết bàn. Trường hợp này thường xảy ra trong càn khôn. Nhưng thiên cơ đôi khi xảy ra bất ngờ, có những trường hợp sau khi đắc đạo vô thượng, vì nguyện lực quá mạnh, vị Bồ Tát muốn làm việc đời đời để phụng sự cho cơ tiến hóa, chứ không muốn về nơi an hưởng cảnh niết bàn nữa. Vị Bồ Tát ấy thấy chúng sanh trong vòng càn khôn vũ trụ nhiều vô số kể, đang trôi lăn trong vòng sanh tử khôn cùng, dòng tiến hóa liên miên bất tận, loài người tiến lên thành thánh tiên Phật, thì loài thú tiến lên thành người, thời loài thảo mộc tiến lên cầm thú, rồi loài kim thạch tiến lên loài thảo mộc, và cứ thế mà tiếp nối mãi, không ngừng, không bao giờ ngừng. Thế nên, sau khi thành Phật, vị Phật đó lại quyết định xuống thế, nhiễm trượt trở lại như xưa, lăn mình vào cõi trượt trần nhơ nhóp xấu xa, lấy vợ, sanh con giống như người trần tục, tức là đã dấn thân vào cuộc tiến hóa cấp thượng đế. Căn cứ vào đạo đức, trí tuệ và nguyện lực của vị Phật ấy, quần tiên hội mở hội nghị bất thường dưới sự chủ tọa của Đức Ngọc Đế cai trị tại trải đại địa cầu đó, bàn luận sôi nổi về quá khứ, nghiên cứu tu học và thực hiện tình thương phụng sự thiên cơ của vị Phật này, và nhất là hành động bất ngờ xuống thế nhiễm trượt, chịu cực chịu khổ, phá mê phá chấp, cứu độ chúng sanh, mà đề nghị phong cấp Ngọc Đế cho vị Phật ấy lên hội đồng Thượng Đế dưới sự chủ tọa của Thái Dương Thượng Đế để quyết định chứng quả. Đấng Thái Dương Thượng Đế liền mở phiên họp mời các vị Huyền Thiên Thượng Đế cai trị trong các quả cầu trong Thái Dương hệ của Ngài điều khiển về họp để bàn xét kỹ lưỡng, rồi ban lệnh chứng quả Ngọc Đế cho vị Phật kia, đồng thời giao cho vị Ngọc Đế cũ về báo tin cho vị Phật kia biết, để cung kính nhận lãnh chức vị do thiên cơ giao phó theo hạnh nguyện của mình, đặng phụng sự cơ tiến hóa đời đời. Vị Tân Ngọc Đế đón nhận chức vị trong danh dự và sung sướng do Đức Thượng Đế ban
đồng thời phải nhận lãnh khổ cực, vác thánh giá dưới trần để tiếp tục tận độ, dẫn dắt nhân loại dưới trần gian, thức giác tu học, thức tỉnh tu hành để trở về hiệp nhất với Thượng Đế là một đấng toàn năng toàn giác, phụng sự cho cơ tiến hóa đời đời của càn khôn vũ trụ để được hằng hữu đời đời. Vì vai Ngọc Đế nặng hơn vai Phật, Phật chỉ lo thuần túy về mặt đạo đức thiện lành, nên Phật chỉ mặc áo đạo, sống thanh cao, không thích ô nhiễm trần cảnh nữa, không chịu lăn mình vào trần trượt, sống như người trần tục, ở với vợ con lúc chưa đắc đạo, mà độ chúng sanh về mọi mặt đạo cũng như đời. Do nguyện lực vị Ngọc Đế phải xuống thế nhiễm trượt, lăn mình vào chỗ nặng nề đau khổ, lấy vợ sanh con giống như người trần tục, để phá mê phá chấp, thức tỉnh thức giác cho chúng sanh, lo tu học tu hành. Thế nên vị Ngọc Đế phải sống như người trần, mặc áo đời để thể hiện nhân cách đời đạo song toàn và cứu nhân độ thế. Vị Ngọc Đế mới chẳng những lo cho cơ đạo mà còn phải lo cho cõi đời nữa. Ngài phải lo về mọi mặt để cứu khổ, cứu nạn trần gian. Ngoài việc giải đạo giải thoát, còn phải giải đạo tiến hóa, vừa lo về đạo đức, vừa lo về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, cho tinh cầu nơi Ngài được chứng quả. Ngài là cánh tay mặt của vị Ngọc Đế cũ, phụng sự đắc lực cho thiên cơ. Ngài là học trò, vừa là bạn đồng hành của Đức Kim Thân Ngọc Đế, tận tâm học hỏi kinh nghiệm, điều khiển guồng máy tiến hóa của càn khôn, học hỏi quyền phép để phụng sự cho cơ tiến hóa. Vì Ngài biết rằng Ngài là một vị Ngọc Đế trong tương lai của giải cầu, ở cuộc tuần hoàn kế tiếp, thay thế vị Ngọc Đế cũ để điều hành guồng máy âm dương vận chuyển. Sau thời gian khá lâu, Đức Kim Thân Ngọc Đế, tức vị Ngọc Đế cũ, xét thấy Đức Kim Cang Ngọc Đế, tức vị Ngọc Đế mới, đã đủ trình độ bi trí dũng thay thế được Ngài để lo cho cơ tiến hóa, thì Ngài sẽ họp quần tiến hội giao sứ mạng Kim Thân Ngọc Đế cho vị Ngọc Đế mới đảm nhận. Phần Ngài, Ngài trở về gia nhập vào tổng bộ của Đức Thái Dương Thượng Đế để học hỏi và giúp sức cho Đức Thượng Đế điều khiển cho cơ tiến hóa của Thái Dương Hệ, hầu sau này là một vị Thái Dương Hệ Thượng Đế thay cho vị cũ dễ dàng càng lúc tiến hóa cao hơn lên, đản sinh hóa các Thái Dương Hệ về sau. Thứ nhất là Kim Thân Ngọc Đế, được điểm đạo lần thứ 9. Ngài là vua ở địa cầu, điều khiển các cung các cõi thuộc giải cầu Ngài cai quản, điều động các vị giáo chủ xuống thế để mở đạo cứu đời, điều hành quần tiên hội, chỉ thị cho các vị đại thiên thần. Những phân thân điển quang của Ngài là mưa, làm gió, gây bão lục hay nắng hạn, dời đổi vị trí các châu, di sơn hải đảo, gây động đất, vân vân. Ngài âm thầm vận chuyển và sắp xếp công việc dưới trần theo luật tiến hóa, theo cộng nghiệp của nhân loại và theo biệt nghiệp của cá nhân. Các lãnh tụ chính trị, cai trị các nước, từ tổng thống, vua, nữ hoàng, thủ tướng cho đến các vị bộ trưởng các nước đều do Ngài sắp xếp. Sự thay đổi các chế độ chính trị, tình hình hình thành chế độ này, làm sụp đổ chế độ kia do cộng nghiệp của nhân tộc tại nước đó, theo chu kỳ vận chuyển chí công chí thượng của càn khôn. Ngài là hội trưởng của quần tiến hội, là giáo chủ của càn khôn nhất thống giáo, chúa tể của địa cầu. Các triết gia, chính trị gia, kinh tế gia, khoa học gia, đại văn hào, đại thi hào, vân vân, đều do Ngài cho xuống thế vào mọi thời kỳ khác nhau, tùy theo trình độ tiến hóa của nhân loại, thông qua bảy cung của quần tiên hội do bảy vị đại tiên điều khiển dưới sự giúp đỡ của các vị chân tiên, La Hán thuộc các cung ấy. Ngài là thầy chung của các vị Phật thuộc địa cầu, thầy của A-di-đà, Thích Ca, Di Lạc. Trước khi được điểm đạo lần thứ 9 để làm Ngọc Đế, Ngài là Oai Vương Như Lai, tức là Hắc Bì Phật Tổ, tá danh là Hồng Quân Lão Tổ. Ngài là thầy của ba vị Độc Giác Phật, Thái Thượng Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, xuống điển giải kinh Đại Thừa Chân Giáo cho phái Chiếu Minh, Đạo Cao Đài Vô Vi. Còn Tây Ninh, Cần Thơ, Định Tường thuộc phái Hữu Vi. Bên tổ tiên chánh giáo Đại Đạo Sinh Tồn, Ngài tá danh là Hạo Nhiên Thượng Đế, điều khiển chư Phật, Bồ Tát,
tiên thánh thần giáng điển mở đạo tổ tiên dưới sự chưởng quản của hộ pháp của Thượng Đại Thánh Trần Hưng Đạo. Cao Đài Giáo là lực lượng càn khôn nhất thánh giáo ở cõi hữu vi, dùng điển quang siêu nhiên qua đồng tử xuống điển để mở đạo, dạy đạo lý thống nhất cho Việt Nam nói riêng và cho nhân loại sau này nói chung. Lâu nay mọi người đều mê lầm, mê chấp, cho rằng đạo Cao Đài là đạo Sa Bần, đạo Thập Cẩm, chứ đâu có ngờ rằng đó là quần tiên hội ở cõi hữu vi. Vì quá thương nhân loại trôi lăn trong dòng sanh tử, khổ sở vô cùng, hết kiếp này đến kiếp khác, chịu không biết bao nhiêu là đọa đài, chiến tranh loạn lạc, khổ ách, tai nạn, bệnh tật, đói rách ở cõi hồng trần này, đầy xấu xa ghê tởm này. Nên quần tiên hội, tức lực lượng càn khôn nhất thống giáo ở cõi hữu vi, mới mở quần tiên hội giáng điển xuống trần, cứu độ dân, đại ân xá kỳ ba ở cõi Á Đông và thế giới, và cũng để thanh lọc và dọn đường cho nguồn sắp đến trong cuộc tuần hoàn vũ trụ. Các con khá hiểu, các vị giáng điển trong Cao Đài nào có ai xa lạ? Cao Đài giáo chủ Kim Thân Ngọc Đế chính là Đức Phật Tổ Không Vương Như Lai. Chiêu trì kim mẫu từ Tôn Tây Vương Mẫu chính là A Di Đà Phật hóa thân. Đức Phật Mẫu Quan Thế Âm chính là Đức Mẹ Maria do Bồ Tát hóa thân. Di Lạc Vương Phật chính là Thánh Chúa Kitô, nay là Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế. Ba vị độc giác Phật còn gọi là Tam Thanh giáo chủ chính là Tam Giáo Tòa, Thái Thượng, Quân Thủy, Thông Thiên. Lý Đại Tiên Trưởng chính là Thái Bạch Kim Tinh. Gia Tô giáo chủ chính là Giê-xu. Về các vị Bồ Tát, Đại Tiên, Chơn Tiên, La Hán có Thất Đại Bồ Tát, Văn Thù, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, Đại Hải Chúng, Mục Kiền Liên. Về Bát Điên có Hán Trung Ly, Lữ Đồng Tân, Lý Thế Quảng, Tế Diên, Hà Tiên Cô, Đức Lão Tử do Thái Thượng hóa kiếp, Đức Khổng Tử, Quan Thánh Đế Quân, Trưởng Ấn Thiên Tôn, Khương Tử Nha, Phêrô, Phaolô, Chư Thần, Hộ Pháp. Và hằng hà sa số chư Phật, tiên thánh thần không thể nghĩ bàn, đang tích cực trong âm thầm hỗ trợ cho cơ tiến hóa kỳ bá này. Thế mà lâu nay trần gian các con lại chia rẽ, lại phân biệt, làm cho mọi đạo phải đố kỵ nhau, chia lìa, ghen ghét lẫn nhau, khiến cho các vị giáo chủ ở trên kia buồn khổ vô cùng. Nay hạ quân mạt pháp, cơ đạo được phục hưng để đi vào cơ quy nhất. Thế nên Đức Trưởng Giáo Thế Tôn ban hồng ân cho tiết lộ công khai những bí mật này đến cho các con trong mọi chi đạo, thuộc mọi tôn giáo đều thấy cùng một nguồn cội mà đến, từ một gốc mà ra, để sớm ăn năn sám hối, không còn chấp ta ngã mạn, phân biệt, chia rẽ mà thức tỉnh lo tu học tu hành, để kịp kỳ hội long qua, chớ đã quá trễ rồi các con ạ. Thứ hai, vị Thái Dương Thượng Đế được điểm đạo lần thứ 10. Tuy rằng không còn trực tiếp giáo hóa chúng sanh ở địa cầu nữa, nhưng luôn luôn dòm ngó, theo dõi, hỗ trợ, phân thân điển hoa, quang, biến hóa, biến thành Phật, Bồ Tát, ma, quỷ, khi cần thiết đóng vai sa tăng như Tần Thủy Hoàng, Hitler, vân vân, thật độc ác để phụng sự cho cơ tiến hóa tùy theo cộng nghiệp của nhân loại. Trách nhiệm của các vị Thái Dương Thượng Đế là lèo lái Thái Dương hệ của Ngài, chuyển động nhịp nhàng trong thiên hà, phóng điện quang chống lại để tránh trường hợp sao rơi từ thiên hà vào Thái Dương hệ để gây nguy hiểm cho các hành tinh. Điều khiển các vị Huyền Thiên Thượng Đế phối hợp với các vị Đại Thiên Thần lo tạo lập các dải cầu mới, rút đường sanh lực từ quả cầu này sang quả cầu kia, làm cho sự vận chuyển trong Thái Dương hệ được điều hòa trật tự đúng chu kỳ, dùng điển quang vào ruột mặt trời làm cho cường độ tăng lên hoặc giảm xuống. Ngài còn điểm đạo cho các vị Huyền Thiên Thượng Đế chịu trách nhiệm trước Đức Thiên Hà Thượng Đế. Thứ ba là vị Thiên Hà Thượng Đế được điểm đạo lần thứ 11, điều khiển sự vận chuyển của thiên hà, bảo vệ sự vận chuyển an toàn của thiên hà, làm cho các vì sao rơi rụng, lái thiên hà chuyển động nhịp nhàng trong thiên hệ, điểm đạo cho các Thái Dương Thượng Đế dìu dắt, giải dỗ và hỗ trợ điển lực cho các vị Thái Dương Thượng Đế chịu trách nhiệm trước Đức Thiên Hệ Thượng Đế. Thứ tư, vị Thiên Hệ Thượng Đế
được điểm đạo lần thứ 12, điều khiển sự vận chuyển của thiên hệ, lái thiên hệ, chuyển động nhịp nhàng trong đại thiên hệ, điểm đạo cho các cấp thiên hà thượng đế, dìu dắt, dạy dỗ và hỗ trợ điển lực cho các vị thiên hà thượng đế, chịu trách nhiệm trước đại thiên thượng đế. Thứ năm, vị đại thiên thượng đế được điểm đạo lần thứ 13, điều khiển sự vận chuyển và bảo vệ đại thiên hệ nhịp nhàng trật tự trong vũ trụ, điểm đạo cho các cấp thiên hệ thượng đế, dìu dắt, dạy dỗ, hỗ trợ điển lực cho các vị thiên hệ thượng đế, chịu trách nhiệm trước vũ trụ thượng đế. Thứ sáu, là vị vũ trụ thượng đế được điểm đạo lần thứ 14, điều khiển và bảo vệ sự vận chuyển của vũ trụ cho nhịp nhàng và trật tự trong không gian vô biên, điểm đạo cho các cấp đại thiên thượng đế, chịu trách nhiệm trước đức không gian thượng đế. Đức không gian thượng đế tức là đấng vô vô thượng thượng, thượng đế nguyên tôn, được điểm đạo lần thứ 15, vì đến cõi vô vi mà cha đã giảng trong tứ đại pháp kinh, điểm đạo cho các vị vũ trụ thượng đế, chịu trách nhiệm trước hội đồng không gian thượng đế. Đây là cha giảng những phần thực đơn giản để cho các con có ý niệm mà thôi. Chỉ khi nào các con về đến ngôi cha, các con mới hiểu nổi những hoạt động chằng chịt, phức tạp, siêu việt, tối huyền, tối mật của các vị thượng đế cấp cao mà trí phàm không thể tưởng tượng nổi. We'll be right back.